bơi bỏ vào bơi lên rồi nó bơi tiếp đó. Đúng đấy. Người dân hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình lai náo nước tổ chức lễ hội bơi đua thuyền truyền thống. Dù ai cũng đi về đông, mùng 2 tháng 9 cũng mong về nhà xem người quê ta dưới sông bơi trải, nhà nhà cờ bay. Cô ca dao quen thuộc mang khẩu khí vui phấn khởi đã nói lên được tinh thần của ngày hội mênh mang sông nước quê hương này. Kính thưa quý vị, lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ sẽ diễn ra từ nơi đã trở thành ngày hội lớn của người dân huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Đây là một lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa đặc trưng của cư dân vùng đồng kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2003. Thưa quý vị và các bạn, toàn bộ chương trình lễ hội bơi đua thuyền mang bản sắc văn hóa này ở huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh sẽ nối câu truyền hình trực tiếp trên kênh VTV, đài phát thanh truyền hình Quảng Bình, kênh HTV1, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và qua sóng trực tiếp với một số đài phát thanh truyền hình trong cả nước. Chương trình do Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh, đài phát thanh truyền hình Quảng Bình, VNPT Quảng Bình tổ chức thực hiện. Chương trình được tài trợ bởi các nhà tài trợ hệ thống giáo dục Chu Văn An, công ty máy Advanced Quảng Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Trí, công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Phát Sport, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Phước Trí và một số nhà tài trợ khác. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi đến với diễn biến của lễ hội bơi đua thuyền mừng Tết độc lập, mời quý vị và các bạn hãy đến với một phóng sự ngắn để hiểu hơn về huyện Lệ Thủy và huyện Quảng Ninh, quê hương của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Dù mấy thế kỷ đã đi qua, sông tên tuổi và sự nghiệp của thượng đẳng thần Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người có công dinh mở cõi đất phương Nam, vẫn còn ghi trong lòng của người dân Việt Nam nói chung và nhân dân Quảng Bình nói riêng. Công lễ Thành Hầu đi mở đất, nghìn năm con cháu mãi còn ghi. Mở cõi, thiết lập cơ chế hành chính quản lý vùng đất phương Nam những năm cuối thế kỷ 17. Nguyễn Hữu Cảnh được phong tước Lễ Thành Hầu, khai quốc công thần, liệt vào hàng thượng đẳng công thần và được thờ ở Thái Miếu. Ông mất ngày 9 tháng 5 Canh Thìn 1770, an táng tại Cù Lao Phố, cạnh Dinh Trấn Biên, Đồng Nai. Đến năm 1802, di hài của Nguyễn Hữu Cảnh được hầu xuề đưa về an táng tại xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Sau khi ông mất, nhân dân miền Nam nói chung, nhất là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đã lập miếu thờ ông ở nhiều nơi. Khu lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vừa được nhà nước đầu tư trùng tu nâng cấp, mở rộng chừng 5 hecta trên một ngọn đồi cao, cây cối thoáng mát thuộc vùng núi An Mã ở địa phận xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy. Cuộc đời Nguyễn Hữu Cảnh là cuộc đời của một vị võ tướng có tài, đúng là cuộc đời của một nhà tổ chức tầm cỡ đã hướng dẫn chúng dân khai khẩn đất đai, mở mang bờ cõi về phương Nam cho Tổ quốc. Mấy thế kỷ đi qua, dẫu thế sự thịnh suy thăng trầm, song trong ký ức bất diệt của nhân dân Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng, tên tuổi và sự nghiệp của Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vẫn luôn luôn tỏa sáng. Ngày nay, núi Thần Linh và Long Đài, đền thờ, khu lăng mộ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh cùng với nhà lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp, chùa Hoàng Phúc ở huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy tạo nên một hệ thống các di tích lịch sử văn hóa, trở thành những địa chỉ đỏ trong tuyến du lịch tâm linh cho du khách trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương ở phía Nam tỉnh Quảng Bình. Lễ
về tập kết sau phòng kiểm tra nhân sự. Mời đoàn xã, mời đoàn xã về tập kết sau phòng kiểm tra nhân sự để nhường đường đua. Lộc Hạ, Lộc An, Phú Thọ, Thượng Phong, Đại Phong, Tuy Lộc và An Xá. Để giúp quý vị và các bạn dễ hình dung theo dõi diễn biến cuộc bơi đua hấp dẫn này, chúng tôi xin giới thiệu cự ly cuộc đua như sau. Tham gia lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiên Giang năm 2017, toàn huyện Lệ Thủy có 8 thuyền đua nữ, 25 đội đò bơi nam với gần 900 vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung thi đấu. Thuyền đua nữ cự ly 18 km, đò bơi nam hạng B và đò bơi nam hạng A cự ly 24 km. Còn tham gia lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ huyện Quảng Ninh năm nay có 5 đội thuyền đua nữ, 12 đội thuyền đua nam với trên 450 vận động viên. Thuyền đua nữ tranh tài ở cự ly 7 km, thuyền đua nam tranh tài ở cự ly 15 km. Đối với các đội thuyền đua nữ, mỗi thuyền có 16 vận động viên. Cự ly đường đua của thuyền đua nữ có tổng chiều dài khoảng 18 km. Điểm xuất phát ở ngã ba Mũi Viết, ngược lên Thượng Tiêu ở vị trí ngoạnh Cổ Cò, xã Mỹ Thủy, vòng về Hạ Tiêu ở chợ Thùi, xã An Thủy, và vị trí về đích là cầu Phong Giang, trung tâm thị trấn Kiến Giang của huyện Lệ Thủy. Nhật Lệ để đến với cuộc tranh tài giữa các thuyền đua nam hạng A giải đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ huyện Quảng Ninh năm 2017. Không biết trước màn hình nhỏ thì quý vị cảm thấy như thế nào? Hồi hộp, căng thẳng là những gì mà chúng tôi cảm nhận được ngay ở đây và ngay lúc này. Và trở về xuất phát là các đội thuyền đua của các xã Trường Xuân, Hiền Ninh, Duy Ninh, Võ Ninh, Gia Ninh và Hải Ninh qua vòng loại trong ngày 31 tháng 8 vừa qua. Thưa quý vị và các bạn,
Như vậy, 6 đội thuyền đua nam hạng A của lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ, huyện Quảng Ninh năm nay đã chính thức xuất phát. Tham gia lễ hội năm nay, huyện Quảng Ninh có 8 đội thuyền đua nữ, 12 đội thuyền đua nam với gần 500 vận động viên. Các đội thuyền đua nữ thi đấu ở cự ly 7 km, thuyền đua nam tranh tài ở cự ly 15 km. Để lọt vào trận chung kết hôm nay, 6 đội thuyền đua này đã xuất sắc vượt qua vòng đấu bảng. Theo đó, ngày 31 tháng 8 vừa qua, 12 đội thuyền đua nam tham gia lễ hội được chia thành 2 bảng thi đấu. Ban tổ chức đã chọn các đội có vị trí từ thứ nhất đến thứ ba của mỗi bảng vào chung kết nam hạng A và đội xếp từ thứ tư đến thứ sáu sẽ tranh thứ hạng nam B. Khác với buổi lễ thủy, ra lòng sông Nhật Lệ rộng, nước mặn lại chảy xiết, đôi khi còn có sóng to gió lớn, nên các đội thuyền đua nam Quảng Ninh sẽ thi đấu với cự ly đường đua là 15 km, trong khi đó ở lễ thủy là 24 km. Vâng, như vậy là đội nam hạng A của Quảng Ninh đã chính thức xuất phát. Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình là nơi hẹp nhất của đất nước Việt Nam với chiều ngang từ đông sang tây, tính theo đường chim bay thì chỉ khoảng 50 km. Quảng Ninh có 19,6 km bờ biển và 38 km đường biên giới giáp nước bạn Lào. Huyện giữ vai trò là cửa ngõ phía nam thành phố Đồng Hới, có các tuyến giao thông bắc nam gồm đường bộ, đường sắt đi qua, hệ thống đường thủy nội địa thuận lợi nên Quảng Ninh có nhiều cơ hội thuận tiện trong việc phát triển kinh tế. Sau khi xuất phát từ bến phà Quán Hào, xuôi dòng về Hà Tiêu ở địa phận thôn Lương Yến, xã Lương Ninh, giáp ranh với địa phận thành phố Đồng Hới khoảng 3,5 km. Như vậy, các thuyền đua nam phải thực hiện 2 vòng 4 tao mới hoàn thành tổng đường đua là 15 km tại điểm xuất phát bờ bắc phà Quán Hào. Là một tỉnh nhỏ nằm trên dải đất miền Trung, Quảng Bình là cửa ngõ ra bắc vào nam của hai miền đất nước. Những tên đất, tên làng đã đi vào lịch sử dân tộc, mang những giá trị văn hóa quý giá được truyền tụng từ đời này sang đời khác. Bát Xanh Hương, Sơn Hà, Cảnh Thổ, Văn Võ, Quảng Bình được dân gian tôn vinh như một câu đối chính của một vùng đất. Bốc dậy tiếng tăm về đường Hoa Cử và Hoa Lộ là niềm tự hào của người Quảng Bình từ xưa cho đến nay. Nếu Sơn Hà Cảnh Thổ như bức tranh hoành phi đại tự của phủ Quảng Trạch thì Văn Võ Cổ Kim là bức hoành phi đại tự của phủ Quảng Ninh. Danh xưng Quảng Ninh có khoảng từ năm Minh Mệnh thứ 12, 1831, khi vua Minh Mệnh thực hiện cải cách hành chính, đổi phủ Quảng Bình thành phủ Quảng Ninh. Phủ Quảng Ninh là đơn vị hành chính thực hiện lệnh bố huyện, Thăng Lộc, Bình Chính, Bố Chính và Lệ Thủy. Năm Minh Mệnh thứ 19, 1838, tách huyện Phong Lộc, đặt thêm huyện Phong Đăng. Phủ Quảng Ninh lúc này lãnh 3 huyện Lệ Thủy, Phong Lộc và Phong Đăng. Phong Lộc, Phong Đăng nay là thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Ninh và một số xã Hoa Thủy, An Thủy, Sơn Thủy nay thuộc đất huyện Lệ Thủy. Thời Trịnh Nguyễn phân tranh, Quảng Ninh cũng là chiến trường ác liệt. Bằng chứng đó là lũy thầy do Đào Duy Từ chỉ huy xây dựng vẫn còn vết tích dọc bờ nam sông Kiến Giang, đoạn chảy qua xã Hiền Ninh. Sông Ngòi chảy qua huyện Quảng Ninh là sông Long Đài, một chi lưu của sông Nhật Lệ. Nhánh còn lại là sông Kiến Giang chảy qua huyện Lệ Thủy. Chúng ta thấy sau khi xuất phát, các đội đang nỗ lực cố gắng vượt lên trên đường đua xanh và đã phân tốp. Điều này vừa thể hiện đẳng cấp, vừa là chiến thuật lợi thế khởi đầu trong các môn thể thao nói chung và đua thuyền nói riêng. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới là bước khởi đầu, bởi chặng đua còn rất dài và phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Chúng ta hãy chờ xem những diễn biến tiếp theo.
6 đội đua hạng A của Quảng Ninh, đó là Trường Xuân, Duy Ninh, Võ Ninh, Hiền Ninh, Gia Ninh và Hải Ninh. Đội Trường Xuân trong trang phục áo màu xanh, đội Duy Ninh trang phục áo màu xanh da trời, đội Võ Ninh mặc áo vàng nhạt, đội Hiền Ninh áo màu vàng cam, đội Gia Ninh áo màu vàng tươi và đội Hải Ninh áo màu hồng đậm. Như vậy là đội Gia Ninh đang tạm dẫn đầu trong top đua. Bây giờ mời quý vị và các bạn trở lại với cuộc so tài trên sông Kiến Giang. Hiện nay chúng tôi thấy các đội thuyền đua nữ của huyện Lệ Thủy đang hướng về phía Thượng Tiêu ở địa phận xã Mỹ Thủy. Mời quý vị và các bạn về với miền quê Lệ Thủy, nơi có điệu hò khoan say đắm lòng người. Đồng đến chế nhà lấy hòn chi cho nặng cánh. Ơi là hồ, là hỡi anh ơi gặp anh đây để nị nắn ơi trò chuyện. Xa ngại anh rồi đấy miếng tiếng vẫn còn vang. Lệ Thủy gào trắng nước trong, ai về Lệ Thủy không sông con người. Câu hò vang vọng ngàn đời, đêm trăng cuội gào tình người đắm say. Nằm ở phía nam của tỉnh Quảng Bình, ôm tròn dòng chuyển sang thân thương triều mến với những tinh hoa của ruộng đồng làng quê, Lệ Thủy là chiếc nôi sản sinh ra những làn điệu hò khoan mượt mà làm mê đắm lòng người. Hò khoan Lệ Thủy gắn với cuộc sống của người dân vùng quê sông nước Kiếm Trũng, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, tình cảm lửa đôi, tinh thần đoàn kết của con người trong việc chống lại sự hà khắc của thiên nhiên, đồng viên người dân vượt lên để lao động sản xuất. Đây là một loại hình vừa biểu diễn vừa sáng tác, hợp với thời gian nhịp điệu. À vâng, hò khoan Lệ Thủy đi vào lộc. Vâng, chúng ta vừa chứng kiến các đội thuyền đua nữ vừa biểu diễn những động tác chở tiêu khá thành thục, nhưng cũng không kém phần quyết liệt. Sau những pha tranh chấp khá quyết liệt ở khu vực Thượng Tiêu, bây giờ các đội đua nữ đang tranh thủ thời cơ, tăng tốc bứt phá vượt lên để hoàn thành chặng đua còn lại ở phía trước. Với cự ly đường đua trên số 18 km, để hoàn thành đường đua này, các vận động viên nữ
cũng phải trải qua thời gian tranh tài khoảng trên dưới 90 phút. Bình quân tốc độ thuyền đua của các vận động viên nữ là khoảng 12 km một giờ. Bởi vậy, việc phân phối sức lực của các vận động viên nữ là hết sức quan trọng. Các đội đua phải có chiến thuật hợp lý để chọn thời cơ, vì họ còn khá nhiều cơ hội để vượt lên. Có thể thứ tự sắp xếp đội hình các đỏ đua sẽ còn nhiều sự xáo trộn và thay đổi trước khi cán đích. Điều đó làm nên sức hấp dẫn cuốn hút của lễ hội đôi đua bơi thuyền độc đáo này. Tác giả Dương Văn An trong cuốn Ô Châu Cận Lục viết năm 1555 mô tả một lễ hội đua thuyền đã được tổ chức để cầu mưa ở Lệ Thủy. Ở ngã ba nguồn Thổ Dí, huyện Lệ Thủy, trên thì mặt núi mở rộng, dưới thì sắc nước trong xanh, trong thì suốt đáy, sâu thì cũng vô cùng. Là xã miền núi nằm về phía tây của huyện Quảng Ninh, có hai dân tộc Kinh và Bru Vân Kiều chung sống. Đội Trường Xuân. Trường Xuân là nơi chiến khu căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến và có bề dày của quê hương Quảng Ninh anh hùng. Thực hiện phong trào toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại, trên địa bàn huyện triển khai nhiều hoạt động thể thao, tạo không khí thi đua sôi nổi. Huyện Trường Xuân đã từng đạt giải nhì A năm 2013, nhất B năm 2016 và giải ba năm 2012. Hôm qua mấy bữa mua bí nhôm nhờ về mua được vài cái mắm này đỉnh lắm. Khác với sông Kiến Giang là nhỏ hẹp, sông Nhật Lệ đoạn từ Quán Hầu xuôi về phía đông đổ ra cửa Nhật Lệ khá rộng. Dân cư chủ yếu quần tụ dọc tuyến phía quốc lộ 1A từ thị trấn Quán Hầu qua Phú Bình, Văn La về Lương Yên. Và khán giả tham gia cổ vũ cho các đội cũng chủ yếu tập trung một phía này. Hàng ngàn con em dâu rể cháu chắt mọi miền quê của Quảng Ninh và nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng đã tập trung về đây để cổ vũ cho các đội tham gia lễ hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ, huyện Quảng Ninh. Thank you.
Ngọc Hà đang có mặt ở trên cầu Kiển Giang. Và đây là vị trí mà người xem có không cần phải nản lòng mà tiền cũng chỉ đó thì đi của tổng thể thì đã thấy thì người dân đã tập trung để lên từ rất là sớm và không khí đang nóng lên rất là nhiều. Tôi làm việc tại Hà Nội. Vậy thì cơ duyên nào đã đưa anh đến đây ạ? Cơ quan của tôi thì có một người con của lệ chủ Quảng Bình, nhiều người lệ chủ nằm ở đó. Và hàng năm thì chúng tôi có nhiều tour để du lịch, kết hợp với tham quan, kết hợp tìm hiểu về nét văn hóa đặc trưng của các vùng miền. Và năm nay thì đã có 150 người trong cơ quan tôi chọn về với lệ chủ Quảng Bình đúng vào dịp này để được trực tiếp coi cái lễ hội đua bơi của lệ chủ Quảng Bình. Vâng, xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, Ngọc Hà đã nhận ra một người đi cùng với du khách vừa rồi, đó là giáo sư tiến sĩ anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí. Và hiện nay ông đang là viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và ông cũng là người con của quê hương Lệ Thủy. Vâng, xin chào giáo sư. Dạ. Rất vui mừng khi được gặp giáo sư trong lễ hội đua bơi ngày hôm nay. Dạ. Vậy thì ông về Lệ Thủy từ hôm nào ạ? Dạ, tôi về Lệ Thủy được hơn 3 hôm nay rồi. Về để tham gia nhiều cái sự kiện. Cái sự kiện thứ nhất là năm nay kỷ niệm 55 năm trường cấp 3 Lệ Thủy trước tân yêu của chúng tôi. Sự kiện thứ hai đó là dự cái lễ vinh danh hò khoan Lệ Thủy là mà cái di sản phi vật thể quốc gia đã được tổ chức rất long trọng vừa rồi. Và sự kiện thứ ba là lễ hội đua thuyền truyền thống của Lệ Thủy mà còn là đi về để coi bơi. Vâng, một loạt những cái sự kiện lớn trong cái dịp này đã khẳng định cái giá trị văn hóa truyền thống của người dân Lệ Thủy, thật là tự hào đúng không? Vâng, thưa giáo sư, người Lệ Thủy xa quê thì thường truyền tay nhau đó là ngày Tết cổ truyền thì có thể không, nhưng mà ngày Tết độc lập thì phải cố gắng sắp xếp thời gian để trở về quê hương đoàn tụ cùng gia đình và tham gia vào lễ hội đua bơi. Vậy còn ông thì sao ạ? Là đúng như vậy ạ. Tôi xa quê cho đến bây giờ là 41 năm. Nhưng dịp mà vào dịp mùng 2 tháng 9 nếu vì bệnh quốc tác, còn không thì tôi chắc chắn là phải trở về quê hương. Và đặc biệt trong những năm vừa rồi đây thì mỗi lần về tôi còn kéo theo từ khoảng 150 cho đến 200 người đến để về tham gia tất cả các cái hoạt động văn hóa rất là đặc trưng và rất là tuyệt vời của quê hương mình Lệ Thủy. Về ngày hôm nay thì với tư cách là người con của quê hương thì ông sẽ cổ vũ cho đội đua nào ạ? Tôi về đây tôi vui lắm. Tôi sinh ra ở Quy Hầu, lớn lên ở Thượng Phong, nhưng Lệ Thủy có thể nói là quê hương của tôi. Cho nên hôm nay tôi ủng hộ tất cả các đội bơi, tôi đều ủng hộ và đội nào thắng tôi cũng vui. Vâng, vậy thì ông có lời chúc nào dành cho các đội đua không ạ? Chúc cho các đội đua giành được thành tích cao nhất. Chúc cho lễ hội đua thuyền truyền thống của Lệ Thủy thành công tốt đẹp. Vâng, hy vọng những cái lời chúc của giáo sư sẽ thành hiện thực. Thưa quý vị, thật là ấm lòng vì những người con Lệ Thủy dù ở đâu hay làm gì vẫn luôn hướng về quê hương. Và xin chúc cho giáo sư cũng như các thành viên trong đoàn luôn rồi giàu sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực công tác của mình. Xin cảm ơn giáo sư. Và bây giờ mời quý vị cùng quay trở lại đường đua và cùng gặp lại biên tập viên Hữu Nghị và biên tập viên Kỳ Anh. Kiến Sang đã đến cầu Phong Xuân thì các thuyền đua Nam A của huyện Quảng Ninh trên sông Nhật Lệ đã về đến thôn Phú Bình chuẩn bị chở thượng tiêu để hoàn thành vòng đua thứ nhất. Người xưa đã vẽ cảnh núi sông vùng đất Quảng Ninh đó là Đầu Mâu Vi Bút, Hạc Hải Vi Nghiên,
Trường Sa Vi Bản, nghĩa là núi Đầu Mâu là ngòn bút, Phá Hạc Hải là nghiên mực. Dải cát trắng phía biển Đông là một tờ giấy trắng viết nên những trang sử hào hùng của một thời dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng. Trải qua nhiều biến động về mặt lịch sử cũng như địa giới hành chính, song lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ, huyện Quảng Ninh vẫn thường xuyên diễn ra tại các thôn ấp, xã phường với sự hưởng ứng cuồng nhiệt của mọi người dân. Hiện nay, Quảng Ninh đang duy trì 11 lễ hội dân gian trong tổng số hơn 50 lễ hội của toàn tỉnh Quảng Bình. Trong đó, có 4 lễ hội liên quan đến thuyền đua thuyền. Đến thời điểm này, đội hình thuyền đua nữ đã đến cầu Kiến Giang. Chúng tôi xin giới thiệu lại các đội đua nữ gồm Lộc Hạ, Lộc Thượng, Lộc An, Phú Thọ, Thượng Phong, Đại Phong, Tuy Lộc, An Xá. Lúc này đội nữ của Tuy Lộc đang tạm dẫn đầu. Vâng, sau Tuy Lộc thì là Thượng Phong và Lộc An. Chuẩn bị chở thượng tiêu để hoàn thành vòng đua thứ nhất. Vâng, lúc này trên màn ảnh chúng tôi thấy đội Trường Xuân trên màn ảnh của các bạn là đội Duy Ninh đang tạm dẫn đầu. Duy Ninh là một xã Thuần Nông nằm ở phía nam của huyện Quảng Ninh. Trong kháng chiến, Duy Ninh là nơi có làng chiến đấu kiểu mẫu của Quảng Bình, là nơi tiếng trống phát lệnh cho cao trào Quảng Bình cuộc khởi. Tiếng trống Đinh Châu là niềm tự hào của cán bộ và nhân dân trong xã. Trên màn ảnh của các bạn lúc này là đội Nam A Quảng Ninh, lúc này đội Duy Ninh đang tạm dẫn đầu. Vâng, lúc này đội Duy Ninh vẫn đang tạm dẫn đầu. Sau Duy Ninh là Hải Ninh. Vâng, đội Trường Xuân mang áo màu xanh. Đội Duy Ninh đang dẫn đầu, tiếp đó là đội Hải Ninh và thứ ba là đội Trường Xuân.
này trên màn ảnh của các bạn, xã Duy Ninh vẫn đang là xã dẫn đầu. Sau Duy Ninh là đội của xã Hải Ninh. Thưa quý vị và các bạn, đội hình thuyền đua nữ đã vượt qua cầu Phong Xuân trên đường về Hà Tiêu, và cũng vào thời điểm này đến lượt 12 đội đò bơi nam hạng B bắt đầu vào vị trí xuất phát. Đây là 12 đội đò bơi xếp vị trí từ thứ 7 đến thứ 12 của bảng 1 và của bảng 2. Cả hai bảng đò bơi nam đã qua thi đấu vòng loại vào ngày 30 tháng 8 vừa qua. Mỗi bảng đấu có 12 đội tham gia. Đó là các đội thôn Tuy Lộc, Quy Hậu, Mai Hạ, Xuân Hồi, Lộc Hạ, Lộc Thượng, Xuân Giang, Hoàng Giang, Thạch Bàn, Thượng Giang, Phan Xá và Xuân Lai. Vâng, chúng ta trở lại cầu Quảng Ninh. Lúc này chúng tôi thấy đội Duy Ninh vẫn tạm dẫn đầu. Vâng, tiếp thứ hai là đội Hiền Ninh. Đội Hải Ninh và Gia Ninh đang cố gắng bứt phá để đang dẫn đằng sau đội Hiền Ninh. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trên này, trên màn ảnh của các bạn vẫn là đội Duy Ninh. Đội Duy Ninh đang tạm dẫn đầu. Tiếp theo đó là Hiền Ninh. Trong những tình huống gay cấn thể hiện sự tranh đua quyết liệt như là cặp về chở tiêu hay bứt phá để về đích, thì tinh thần thể thao, tính thượng võ vẫn thể hiện rõ nét trong cách xử trí của các vận động viên. Họ bứt phá vươn lên nhưng không làm ảnh hưởng đến nỗ lực của đội bạn. Rất ít khi xảy ra các xung đột tranh chấp mang tính hành vi bạo lực. Đó chính là tinh thần thể thao, là tính thượng võ đầy chất nhân văn của cư dân vùng sông nước. Vâng, lúc này là 12 đội đò bơi xếp vị trí từ thứ 7 đến thứ 12 của bảng 1 và của bảng 2. Cả hai bảng đò bơi nam đã thi đấu qua vòng loại ngày 30 tháng 8 vừa qua. Mỗi bảng có 12 đội tham gia. Đây là đội đò bơi nam hạng B, gồm các đội Tuy Lộc, Quy Hậu, Mai Hạ, Xuân Hồi, Lộc Hạ, Lộc Thượng, Xuân Giang, Hoàng Giang, Thạch Bàn, Thượng Giang, Phan Xá và Xuân Lai. Các đội đang chuẩn bị vào vị trí xuất phát. Vâng, chỉ còn trong khoảnh khắc nữa là đội Nam B đã xuất phát. Và lúc này chúng tôi thấy Nam A của Quảng Ninh đang chở tiêu. Vâng, những màn chở tiêu vô cùng đẹp mắt. Lúc này chúng tôi thấy đội Duy Ninh vẫn đang tạm dẫn đầu. Vâng, đội Duy Ninh đang dẫn đầu. Tiếp đó là đội Hiền Ninh. Đội Trường Xuân đang cố gắng bứt phá để vươn lên ở vị trí thứ 3 trong đội hình. Vâng, những màn chở tiêu vô cùng đẹp mắt. Trên màn ảnh của các bạn là đội Hiền Ninh. Đội Nam B của Lệ Thủy chuẩn bị xuất phát. 12 đội đò bơi Nam B của Lệ Thủy đang ở vị trí xuất phát, gồm các đội Tuy Lộc, Quy Hậu, Mai Hạ, Xuân Hồi, Lộc Hạ, Lộc Thượng, Xuân Giang, Hoàng Giang, Thạch Bàn, Thượng Giang. Vâng, các đội đã xuất phát. Thưa quý vị và các bạn, sau tiếng súng lành xuất phát, các đò Nam bơi hạng B đã chính thức vào cuộc tranh tài, được mệnh danh là phái mạnh. Khác với các thuyền đua nữ, mỗi đò bơi nam
có 33 vận động viên. Các vận động viên đò bơi nam phải thi đấu trên chặng đường đua dài 24 km. Xuất phát từ ngã ba Mũi Viết, đội hình đò bơi nam hành trình ngược lên phía Thượng Tiêu ở ngã ba Cồn Soi của xã Mỹ Thủy, thì trở về Hạ Tiêu ở chợ Thủy, xã An Thủy và về đích tại cầu Phong Giang ở trung tâm thị trấn Kiến Giang. Vâng, lúc này 12 đội đò bơi nam hạng B đã xuất phát và đang cố gắng bứt phá để tách tốp. Chúng ta thấy là sau khi xuất phát, đội hình của các đội đã bắt đầu có sự tách tốp và các đội đang nỗ lực trên đường đua xanh. Các đội đang cố gắng vươn lên. Kiến Giang là một con sông hẹp uốn lượn mềm mại qua các làng quê văn vật huyền sử. Hòa mình vào lễ hội đua bơi, hai bên bờ sông hàng ngàn hàng vạn người dân mũ nón ở trên đầu, nón trắng ở trên tay đang thỏa sức vẫy khoát. Tiếng reo hò cổ vũ của họ xen lẫn tiếng mỏ, tiếng xanh như hòa thành một khối. Cái khối chung của cả một cộng đồng được vun đắp từ mỗi một thành viên. Trong sự thành công chung của lễ hội, ai cũng thấy có một phần đóng góp của mình. Đó là sự đóng góp của nhiều tập thể, cá nhân và cả cộng đồng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong khi các trai bơi nam hạng B xuất phát thì các tay đua nữ đã đến vị trí xã Lộc Thủy, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội thuyền đua nữ của Lệ Thủy. Lúc này chúng tôi thấy hai bên bờ sông rất đông cổ động viên đang cổ vũ nhiệt tình cho các đội thuyền đua nữ. Đối với các đội thuyền đua nữ, mỗi thuyền có 16 vận động viên, cự ly đường đua của thuyền đua nữ là 18 km, điểm xuất phát ở ngã ba Mũi Viết, ngược lên Thượng Tiêu ở vị trí ngoạch Cổ Cò, xã Mỹ Thủy, vòng về Hạ Tiêu ở chợ Thùi, xã An Thủy và sẽ về đích tại chân cầu Phong Giang. Những hình ảnh mà quý vị và các bạn vừa thấy đó là sự cổ vũ nhiệt tình, vô tư của người xem, của các vận động viên cuồng nhiệt trong suốt cả lễ hội đua bơi thuyền truyền thống. Cùng với tiếng reo hò, trên đường hai bên bờ sông, từng đoàn xe nối đuôi nhau chạy theo những thuyền đua ở dưới sông. Trong khi đó, dọc mép sông là hình ảnh các mẹ, các chị, các em như vươn mình ra giáp dòng sông để vẫy nón, khoát nước, hò reo cổ vũ cho đội nhà. Đây là nguồn động lực to lớn để các trai bơi, gái đua nỗ lực vượt lên quyết giành thứ hạng cao. Vâng, lúc này chúng tôi thấy trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội nữ Tuy Lộc đang tạm dẫn đầu và tiếp theo sau là đội Thượng Phong và Lộc An. Lúc này chúng tôi đang thấy trên sông Nhật Lệ là đội Duy Ninh vẫn đang tạm dẫn đầu. Đội thuyền đua nữ trên sông Kiến Giang, đội Tuy Lộc vẫn tạm dẫn đầu. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội thuyền đua nữ của Lệ Thủy. Tiếp sau là Tuy Lộc là đội Lộc An và Thượng Phong đang bứt lên ở vị trí thứ hai. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội Hiền Ninh trong trang phục màu vàng cam. Và tiếp sau đội Hiền Ninh là đội Trường Xuân. Vâng, lúc này trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội Hiền Ninh.
Trong khi đội Nam A của Quảng Ninh đang chuẩn bị về đích thì đội nữ của Lệ Thủy, lúc này đội Tuy Lộc cũng đang tạm dẫn đầu. Lúc này đội Duy Ninh đang tạm dẫn đầu và tiếp sau đó là đội Hiền Ninh. Đội Trường Xuân vẫn đang ở vị trí thứ 3. Lúc này chúng tôi thấy trên sông Nhật Lệ, đội Nam A của Quảng Ninh thì đội Duy Ninh vẫn đang tạm dẫn đầu. Tiếp theo đó là đội Hiền Ninh. Và sau Hiền Ninh là đội Gia Ninh. Và sau đội Hiền Ninh là đội Trường Xuân. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội Duy Ninh. Chúng tôi xin thông tin lại cho quý vị và các bạn tiện theo dõi. Đội Nam A của Quảng Ninh gồm có Trường Xuân, Duy Ninh, Võ Ninh, Hiền Ninh, Gia Ninh và Hải Ninh. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội Duy Ninh đang tạm dẫn đầu. Những hình ảnh mà quý vị và các bạn đang theo dõi là những nỗ lực đầy kịch tính và quyết liệt của các đội. Vâng, khoảng cách thứ hạng chỉ cách nhau trong gang tấc và chỉ mang tính tạm thời, bởi đường đua còn rất dài và có thể các đội chưa đưa ra các cú bứt phá quyết định trong đấu pháp của đội mình. Đó cũng chính là kịch tính đầy hấp dẫn, luôn cuốn hút cổ động viên và người hâm mộ. Lúc này chúng ta thấy đội thuyền đua nữ của Lệ Thủy đang cố gắng bứt phá. Vâng, lúc này chúng tôi thấy hai bên bờ sông khán giả đang cổ vũ rất nhiệt tình cho các đội bơi. Ở trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội Hiền Ninh. Vâng, đội Hiền Ninh. Lúc này chúng tôi thấy đội Nam B Lệ Thủy đang bứt phá vượt lên phía Thượng Tiêu. Tạm dẫn đầu lúc này là đội Tuy Lộc. Tiếp theo là Thượng Giang. Tuy Lộc là một trong hai thôn của xã Lộc Thủy thuộc hạ lưu sông Kiến Giang. Đời sống của nhân dân nơi đây chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trồng lúa nước. Người Tuy Lộc tự hào có đền thờ tiến sĩ Dương Văn An, người viết cuốn Ô Châu Cần Lục nổi tiếng, có làng nghề rượu Tuy Lộc lừng danh. Phát huy truyền thống quê hương anh hùng và truyền thống văn hóa, Tuy Lộc đang xây dựng nông thôn mới
Đặc biệt, lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang hàng năm được tổ chức với sự chung tay góp sức của toàn xã hội đã đem lại những thành công rực rỡ. Lúc này chúng ta thấy đội 5B của Lệ Thủy đã đua được gần 3 km. Dẫn đầu đang là đội Tuy Lộc, tiếp đó là đội Xuân Hồi. Đội Xuân Hồi đang bứt phá vươn lên ở vị trí thứ 2. Trong đội hình 5B Lệ Thủy, hiện nay đội Tuy Lộc đang dẫn đầu ở vị trí thứ nhất, tiếp đó là đội Xuân Hồi và thứ ba là đội Thường Giang. Vâng, lúc này chúng tôi thấy trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội 5B của Lệ Thủy đang cố gắng bứt phá và tách tốp. Lúc này tạm dẫn đầu vẫn là đội Tuy Lộc. Chúng ta vừa được chứng kiến sự nỗ lực quyết liệt của các vận động viên. Sự nỗ lực quyết liệt của các vận động viên được thể hiện rõ trên từng khuôn mặt, ánh mắt, trên từng đường gân thớ thịt, từng mái chầm vụt sâu vào dòng nước. Ý chí, nghị lực và quyết tâm như bừng sáng trên mỗi khuôn mặt, làm dậy sóng cả một dòng sông. Vâng, trên màn ảnh của quý vị và các bạn thì đội Hiền Ninh, đội Duy Ninh đang chuẩn bị chở tiêu đầu tiên. Tiếp sau là đội Trường Xuân. Đội Trường Xuân chuẩn bị chở tiêu. Vâng, đội Trường Xuân chở tiêu. Ở vị trí thứ 3 là đội Trường Xuân. Tiếp sau đội Trường Xuân, chúng ta thấy đội Gia Ninh cũng chuẩn bị chở tiêu. Đội Gia Ninh cũng chuẩn bị chở tiêu. Lúc này chúng ta thấy đội Hiền Ninh chuẩn bị chở tiêu. Thưa quý vị và các bạn, trong môn bơi đua ở các miền sông nước thì nghệ thuật cặp vè chở tiêu được xem là một kỹ xảo vô cùng quan trọng, góp phần cho chiến thắng của các đội thuyền đua. Bỏ lên, bỏ lên, bỏ đi, bỏ lên. Bắt cay đi. Lúc này chúng ta thấy đội Võ Ninh đang chở tiêu. Tiêu như là đó là như đang là vay. Cay đi, chịu cay, lại như là. Trong đội hình bây giờ, đội hình chưa có sự thay đổi. Đội Duy Ninh đang dẫn đầu, tiếp đó là đội Trường Xuân và thứ ba là đội Hiền Ninh. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội Hiền Ninh chuẩn bị chở tiêu.
Vâng, đội Gia Ninh chuẩn bị chở tiêu. Vâng, rất khéo léo. Còn tiêu đây anh. Điền này, điền đánh bảy cũng không cần mà lại tận đây đấy. Đọc à, Gia Ninh. À, vâng, trong khi đội Nam hạng A của Quảng Ninh đã hoàn thành chở tiêu thì các đội Nam B của Lệ Thủy cũng đã chuẩn bị đến vị trí thử tiêu. Lúc này chúng tôi thấy rất đông khán giả hai bên bờ sông đang cổ vũ nhiệt tình cho các đội bơi đua. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn, lúc này là 12 đội Nam hạng B của Lệ Thủy. Quan sát lực lượng khán giả, cổ động viên trong lễ hội đua bơi thuyền hôm nay, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những người bố, người mẹ hay người chị bồng bế theo con hoặc cháu nhỏ hòa vào biển người để tham gia cổ vũ với tất cả sự háo hức. Vâng, có lẽ không hoa ngôn khi nói rằng cái máu đua bơi đã thấm vào máu thịt của người dân vùng sông nước Lệ Thủy, Quảng Ninh. Chúng ta thấy đội nữ của Quảng Ninh chuẩn bị xuất phát. Trong khi đội Nam B của Lệ Thủy chở thượng tiêu thì đội nữ của Quảng Ninh vào vị trí xuất phát. Nam B của Lệ Thủy chuẩn bị chở thượng tiêu thì nữ của Quảng Ninh đã xuất phát. Vâng, đội nữ của Quảng Ninh đã xuất phát. Lúc này nữ Quảng Ninh đã xuất phát gồm các đội Hiền Ninh, Trường Xuân, Duy Ninh, Hàm Ninh, Võ Ninh, Lương Ninh, Vĩnh Ninh và thị trấn Quán Hào. Trong khi đội nữ của Quảng Ninh xuất phát thì Nam B của Lệ Thủy đã vào vị trí chở thượng tiêu. Vâng, những trai bơi gái đua tham gia lễ hội năm nay, họ là những người quanh năm lam lũ với sông nước. Chở tiêu vô cùng đẹp mắt của đội Nam B Lệ Thủy. Vâng, các thuyền đua Nam B Lệ Thủy chuẩn bị chở thử tiêu. Vâng, các khán giả hai bên bờ sông đang cổ vũ rất nhiệt tình cho các thuyền bơi. Chúng ta được chứng kiến sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên dành cho các vận động viên. Hình ảnh khoát nước ở trên sông và thuyền đua như là một nguồn động lực để tiếp thêm sức mạnh cho các vận động viên nỗ lực để bứt phá vươn lên. Trong môn bơi đua ở miền sông nước thì nghệ thuật cặp vè chở tiêu được xem là một kỹ xảo vô cùng quan trọng, góp phần cho chiến thắng của các đò bơi, thuyền đua. Cọc tiêu là điểm mốc để thuyền đua chở hướng quay lại tiếp tục đường đua.
Nếu thuyền đua cập quá xa tiêu thì mất sức và lãng phí đường đua. Nếu để thuyền đi quá gần chạm vào tiêu thì sẽ phạm luật. Vì vậy, sự khéo léo và tài ba của các vận động viên và các thuyền đua là ở chỗ làm sao cho thuyền đi cập về sát nách mà không chạm tiêu, mà cũng khéo léo giữ gìn, không để chạm làm cản trở đội bạn. Như thế vừa tiết kiệm được sức lại vừa rút ngắn được đường đua. À, lúc này chúng ta thấy đội Nam A của Quảng Ninh. Lúc này đội nữ của Quảng Ninh gồm các đội Hiền Ninh, Trường Xuân, Duy Ninh, Hàm Ninh, Võ Ninh, Dương Ninh, Vĩnh Ninh và thị trấn Quán Hào. Và đội nam của Quảng Ninh thì chúng tôi thấy đội Hiền Ninh vẫn đang bứt phá lên và dẫn đầu cách xa các tốp khác, các tốp sau. Đội hình Quảng Ninh đã có sự thay đổi ngôi thứ. Đội Duy Ninh đang ở vị trí thứ nhất. Đội Hiền Ninh từ vị trí thứ ba đã vươn lên vị trí thứ hai. Và đội Trường Xuân từ vị trí thứ hai đã về vị trí thứ ba. Lúc này chúng ta thấy đội nữ Lệ Thủy đang chở tiêu. À, đội Tuy Lộc đang chở tiêu. Vâng, các đội nữ rất là khéo léo. À, lúc này là đội nữ của Đại Phong chuẩn bị chở tiêu. Đò đua Đại Phong đã bứt phá và vươn lên ở vị trí thứ hai. Vâng, rất đẹp mắt. Thứ ba là đội Lộc An. Quý vị và các bạn đang chứng kiến những màn chở tiêu vô cùng đẹp mắt của các đội thuyền đua nữ. Nghệ thuật cặp vè chở tiêu cũng là một nghệ thuật rất là tài tình và hấp dẫn. Vâng, vượt qua chặng đường 18 cây số, tính cả chiều đi và chiều về, các vận động viên đội hình đua nữ vẫn bền bỉ dẻo dai trên chặng đường cán đích. Lúc này các đội thuyền đua nữ đã chúng ta chở được, tiêu. Chúng ta được chứng kiến màn cổ vũ rất là nhiệt tình của các khán giả hai bên dọc bờ sông. Hình ảnh các chị, các mẹ đang khoát nước vào các đội đua như là một nguồn sức mạnh, một nguồn cổ động viên nhiệt tình để tăng thêm sức mạnh và ý chí cho các vận động viên. À, trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội Phú Thọ đang chở tiêu. À, trong lúc nữ chở tiêu thì Nam A của Lệ Thủy đã xuất phát. 12 đội Nam A Lệ Thủy đã xuất phát. Đội Nam A của Quảng Ninh đã xuất phát. À, cũng như các đội thuyền bơi nam hạng B, các trai bơi nam hạng A cũng tranh tài ở cự ly 24 km xuất phát từ mũi viết. Các thuyền bơi nam hạng A phải ngược hành trình lên phía thực tiêu ở ngã ba Cồn Soi của xã Mỹ Thủy
và quay về Hải Tiêu ở chợ Thù, xã An Thủy và về đến đích là cầu Phong Giang tại trung tâm thị trấn Kiến Giang. Nam A Quảng Ninh đang chuẩn bị cán đích. Vâng, trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội Duy Ninh đang chuẩn bị cán đích. Đội Hiền Ninh đang về vị trí thứ hai và đội Trường Xuân về vị trí thứ ba, đang ở vị trí thứ ba, đang tạm dẫn ở vị trí thứ ba. Trên màn ảnh của quý vị các bạn. Vâng. À, đội Duy Ninh. Đội Nam A của Quảng Ninh đang chuẩn bị cán đích. Dẫn đầu là đội Duy Ninh, thứ hai là đội Hiền Ninh và thứ ba là đội Trường Xuân. Vâng, Trường Xuân đã về vị trí thứ ba. Xin chúc mừng đội Duy Ninh. Đội Duy Ninh đã cán đích đầu tiên. Tiếp đó là đội Hiền Ninh và thứ ba là đội Trường Xuân. Chúng tôi xin thông tin lại cho quý vị và các bạn, đội Nam A của Quảng Ninh dẫn đầu cán đích là Duy Ninh và thứ hai là Hiền Ninh và thứ ba là Trường Xuân. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội Nam B Lệ Thủy. Có Tuy Lộc, Quy Hậu, Mai Hạ, Xuân Hồi, Lộc Hạ, Thượng Phong, Xuân Giang, Hoàng Giang, Thạch Bàn, Thượng Giang, Phan Xá và Xuân Lai. Nam B của huyện Lệ Thủy gồm các đội Tuy Lộc, Quy Hậu, Mai Hạ, Xuân Hồi, Lộc Hạ, Lộc Thượng, Xuân Giang, Hoàng Giang, Thạch Bàn, Thượng Giang, Phan Xá và Xuân Lai. Quảng Ninh. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội đua của Vĩnh Ninh. Trong khi đội nữ của Quảng Ninh
đang bứt phá vươn lên thì đội nam hạng B của Lệ Thủy đã đến mũi viết và Phạm Mỹ Thủy đang tạm dẫn đầu. Nam A của Lệ Thủy, đội Mỹ Thủy đang tạm dẫn đầu. Trong đội hình đua nữ của huyện Quảng Ninh thì đội thị trấn Quán Hào đang ở vị trí thứ nhất. Xin thông tin đến quý vị và các bạn, kết quả Duy Ninh dẫn vị trí đầu tiên và Hiền Ninh vị trí thứ hai, Trường Xuân vị trí thứ ba, Võ Ninh vị trí thứ tư và Gia Ninh vị trí thứ năm, Hải Ninh vị trí thứ sáu. Quảng Ninh đã về đích thì Nam A của Lệ Thủy đang tạm dẫn đầu là Mỹ Thủy và tiếp sau Mỹ Thủy là đội Tiền Hiệp ở vị trí thứ hai. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội nữ của huyện Quảng Ninh. Quả đến quý vị và các bạn, đội Nam A của Quảng Ninh, đội Duy Ninh về vị trí thứ nhất, Hiền Ninh vị trí thứ hai, Trường Xuân vị trí thứ ba, Võ Ninh vị trí thứ tư, Gia Ninh vị trí thứ năm và Hải Ninh vị trí thứ sáu. Của Nam A Lệ Thủy chưa có sự thay đổi. Đội Mỹ Thủy vẫn bứt phá lên dẫn đầu và thứ hai là Tiền Thiệp. Khoảng cách giữa tốp sau đối với đội Mỹ Thủy và đội Tiền Thiệp khoảng cách khoảng 20m. Các đội nam hạng A gồm có Mỹ Thủy, Phú Thủy, Lệ Bình, An Xá, Đại Phong, Lộc An, Tiền Thiệp, Sơn Thủy, Đông Thành, Xuân Bồ, Phú Thọ và Thượng Phong. Lúc này trên màn ảnh của quý vị và các bạn, đội Mỹ Thủy vẫn là đội tạm dẫn đầu. Vâng, Mỹ Thủy có một khoảng cách rất xa. Khoảng cách giữa đội Mỹ Thủy, đội Tiền Thiệp và các tốp sau là khoảng cách trên 30m. Tuy nhiên, với khoảng cách này chỉ mang tính ước lệ và chỉ mang tính tạm thời. Bởi vì trong suốt quá trình của đường đua còn rất dài và biết đâu được đó là đấu pháp của các đội ở phía sau. Nam A của Lệ Thủy lúc này Mỹ Thủy vẫn dẫn đầu và thứ hai là Tiền Thiệp và Xuân Thủy đã tách tốp và lên vị trí thứ ba. Đò bơi hạng 5A, đây là đội hình những trai bơi ưu tú nhất của lễ bơi năm nay trên sông Kiến Giang Lệ Thủy. 12 đội đò bơi 5A dự vòng chung kết là những đội giàu truyền thống và đã xuất sắc vượt qua vòng loại được tổ chức vào ngày 30 tháng 8 vừa qua.
như vậy, được tạo nên một truyền thống đua đua đạt giải cao, đang theo lập một trận mưa rất lớn, rất đồng đội đặc biệt quân ta. Chúng ta hành nhiệm vụ cơ hội cho tất cả các cao bơi, các đơn vị địa phương đã cố gắng tổ chức đò bơi tham gia lễ hội. Thưa quý vị và các bạn, lúc này thì trên màn ảnh của quý vị và các bạn vẫn là đội 5A của Lệ Thủy. Đội 5A của Lệ Thủy chuẩn bị đến vị trí ngoạch cổ cò. Vẫn chưa có sự thay đổi về sự bứt phá, đội Mỹ Thủy vẫn đang tạm dẫn đầu và tiếp theo là Tiền Thiệp. Và đội Xuân Thủy đã tách tốp và bứt lên ở vị trí thứ 3. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là vị trí ngoạch cổ cò. Chúng ta lại tiếp tục được chứng kiến màn cổ vũ rất nhiệt tình của khán giả dọc hai bên bờ sông. Các đội 5A của Lệ Thủy vẫn đang cố gắng bứt phá. Tạm dẫn đầu lúc này chúng ta vẫn thấy là đội Mỹ Thủy. Xin chào quý vị, nơi tôi đang đứng đây là khúc sông ngay phía trước nhà lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và ngay lúc này đây thì ở đây đang có rất đông các cổ động viên đang náo nước cổ vũ cho các trai bơi gái đua. Và như quý vị đang nhìn thấy thì ngay sau lưng tôi có rất nhiều các cô các chú đang hát hò khoan. Và tôi đã nhận ra rằng người lính sướng của câu lạc bộ hò khoan này ngay đằng sau là nghệ nhân ưu tú Nguyễn Thị Lý. Và thưa cô ạ, cô cho con hỏi một chút ạ. Con đặc biệt là trong những cái thời gian gần đây thì câu lạc bộ hò khoan của mình rất là bận rộn với lịch biểu diễn ở nhiều nơi. Vậy thì tại sao sáng nay mình lại dành thời gian để đến hát hò khoan tại đây ạ? Vâng, câu lạc bộ nghệ nhân chúng tôi là đến đây rất là nhiều cái cuộc để biểu diễn. Nhưng mà hôm nay câu lạc bộ chúng tôi đến đây để, mục đích để cổ vũ tai đua, tai bơi và gái đua. Có hơn nữa được đến đại tướng và thường xuyên là những cái ngày lễ hội này là chúng tôi là về đây để hát hò khoan cho bác nghe mỗi lần bác về. Thì có được biết là cô cũng từng có cơ hội được hát cho đại tướng nghe. Vậy thì cô có thể kể lại một chút cái kỷ niệm trong những lần đó được không ạ? Vâng, tôi là người được hát cho bác nghe 3 lần. Thì lần đầu tiên là tôi ở đội văn nghệ Thanh Thủy thì về hát cho bác tại huyện. Thì lần đầu tiên tôi rất là sung sướng, cũng là rất lúc ở với chỗ là vì chưa hề gặp bác, nhưng đến khi gặp bác là một người rất là hiền hậu và dịu dàng. Thì lúc bác đưa tay bắt thì tôi có nói là thưa bác, tay của con là rất cứng. Thì bác nói không sao, tay bác là mềm thì các con là bắt là các con sợ. Và bác nói không có gì mà sợ, bác rất yêu thương các con và bác rất yêu thích đồng hoan. Và từ đó thì chúng tôi là rất là cảm động. Và qua lần năm bác về thì chúng tôi được về tại nhà bác là cho hoan cho bác nhé. Vâng ạ, con cảm ơn rất nhiều những cái chia sẻ của Di ạ. Chúc cho câu lạc bộ hò khoan Lệ Thủy sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị của hò khoan Lệ Thủy ạ. Dạ vâng ạ. Vâng, con cảm ơn cô. Thưa quý vị, thì tại khu vực này không chỉ có những người dân địa phương mà còn có những vị khách sau khi thăm nhà lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp thì cũng tập trung ở khu vực này để cổ vũ cho các đội đua. Và chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với cô Mai Thị Thiết là Việt Kiều từ Đức về ạ. Vâng, thưa cô, thì cho con được hỏi là cô đã rời xa quê hương được bao nhiêu năm rồi và thường thường thì mình trở về quê trong những cái dịp như thế nào? Tôi xa quê đã 30 năm rồi, đấy là 30 năm rồi, nhưng mà sau 20 năm thì bây giờ là đã 20 năm tôi mới trở lại ở quê hương vào dịp cái lễ hội đua thuyền này. Cho nên tôi thấy rất là tự hào và rất là vui sướng là bởi vì cái lễ hội đua thuyền là có truyền thống từ lâu đời, từ khi tôi sinh ra là có cái lễ hội này rồi. Nhưng mà đến bây giờ là vẫn đang duy vẫn đua. Và vâng, được cái lễ hội này tôi rất là phấn khởi và rất là vui sướng.
Dạ vâng ạ, thế thì cho con hỏi rằng là xa quê lâu như vậy thì trong suốt quãng thời gian đó thì cái ấn tượng, cái kỷ niệm nào khiến cô nhớ về quê hương nhất ạ? Dạ, thực ra là cái lễ hội búa thuyền này thì khi nào cũng có trong cái tiềm thức của tôi là vẫn ở đâu. Tuy là ở xa quê ở lâu năm nhưng mà cứ vào dịp lễ hội thì thường thường là tôi cứ xem qua truyền hình và qua mạng internet để xem lễ hội búa thuyền này. Và trong đó là cũng có người nhà của tôi cũng tham gia lễ hội này. Và tôi khi mà vào cái dịp đến mùng 2 tháng 9 là tôi cũng cứ suy nghĩ và cứ nhớ về cái lễ hội này. Thật ra là không bao giờ quên, bởi vì cái này đã ngầm sâu vào trong máu của tôi rồi, cho nên tôi không bao giờ quên. Con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Xin rằng là sẽ có rất nhiều người con lễ thủy cũng không chung suy nghĩ đạo với cô ạ. Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ mời quý vị trở lại đường đua để tiếp tục cổ vũ cho các đối đầu trở về đích. Vâng, 5A của lễ thủy. 5A của lễ thủy đang chuẩn bị chở thượng tiêu. Thủy chuẩn bị chở thượng tiêu. Trên màn hình là đội hình 5A huyện Lệ Thủy đang chuẩn bị chở thượng tiêu. Vâng, các đội đang bứt phá quyết liệt. Sự bứt phá quyết liệt giữa hai đội nằm trong tốp đầu. Vâng, khoảng cách đã có sự thay đổi. Chúng ta nhìn thấy sự quyết liệt, nỗ lực được thể hiện trên từng mái chầm vụt sâu vào dòng nước, trên từng đường gân thớ thịt của mỗi vận động viên. Vâng, khi chở tiêu thì chúng ta thấy là đội tiền thiệp đã bị sự cố. Lúc này thì đội Mỹ Thủy vẫn đang tạm dẫn đầu và đã chở tiêu. Nam A của Lệ Thủy đã chở tiêu. Vâng, rất quyết liệt. Các đội 5A của Lệ Thủy đang chở tiêu. Đối với vị trí ở thượng tiêu, bao giờ cũng là nơi diễn ra sự tranh chấp rất là quyết liệt. Tuy nhiên, sự tranh chấp được thể hiện trên tinh thần rất là thượng võ. Các đội không làm phương hại, không làm ảnh hưởng đến đội đua của nhau. Quý vị và các bạn đang được chứng kiến những màn chở tiêu vô cùng đẹp mắt của đội 5A Lệ Thủy. Đây là những chàng trai ưu tú nhất trong cuộc đua bơi năm nay, đã được tuyển chọn qua vòng bảng hôm 30 tháng 8 vừa qua của huyện Lệ Thủy. Chúng ta lại được tiếp tục chứng kiến sự cổ vũ rất nhiệt tình của những người dân Lệ Thủy, những con em của Lệ Thủy. Hai bên bờ nón trắng xóa làm dậy sáng cả một khúc sông. Như chúng tôi đã giới thiệu thì trong môn bơi đua ở miền sông nước thì nghệ thuật cặp vè chở tiêu được xem là một kỹ thuật vô cùng quan trọng, góp phần cho chiến thắng của các đò bơi và thuyền đua. Sự thắng bại trong cuộc đua tùy thuộc vào toàn đội, ở sự khỏe mạnh dẻo dai của các thành viên trong đội. Nhưng sự khéo léo và kinh nghiệm của bộ phách lái và người gõ mõ rất là quan trọng. Trong khi đội nữ của Quảng Ninh đang cố gắng bứt phá lên thì đội Nam B của Quảng Ninh vào vị trí xuất phát.
5B của Quảng Ninh chuẩn bị vào vị trí xuất phát. Vâng, 5B của Quảng Ninh đã xuất phát, đã chính thức xuất phát. 5B của Quảng Ninh đã chính thức xuất phát. Trong khi Nam hạng B của Quảng Ninh đã xuất phát thì chúng tôi thông tin đến quý vị và các bạn, Nam hạng A của Lệ Thủy đã chở xong thực tiêu và tạm dẫn đầu vẫn là đội Mỹ Thủy, thứ hai là Đại Phong. Đến quý vị và các bạn, Nam B của Quảng Ninh gồm có Xuân Ninh, thị trấn Quán Hầu, Vĩnh Ninh, Lương Ninh, Hàm Ninh và Tân Ninh. Để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi đội hình thi đấu của hạng Nam B Quảng Ninh, đội Xuân Ninh mặc áo trắng, đội thị trấn Quán Hầu mặc áo đỏ, đội Vĩnh Ninh mặc áo đỏ đậm, đội Lương Ninh mặc áo vàng đậm, đội Hàm Ninh mặc áo tím và đội Tân Ninh mặc áo màu cam. Lúc này đội Nam A của Quảng Ninh đã đến ngoạch cổ cò. Tạm dẫn đầu là Mỹ Thủy, thứ hai là Đại Phong, thứ ba là Phú Thủy. Cổ cò và tạm dẫn đầu thì chúng tôi vẫn thấy là đội Mỹ Thủy và Đại Phong và Phú Thủy đang bứt lên dẫn ở vị trí thứ hai. Hai đội Đại Phong và Phú Thủy đang bứt phá để lên vị trí thứ hai. Đội Nam A của Lệ Thủy đang bứt phá vô cùng quyết liệt. Tôi cho cháu đứng về chú phim luôn, cái cuộc sống nữa là cho đi qua luôn. Các đò bơi của Nam A Lệ Thủy đang ở vị trí ngoặt cổ cò. Tin chúng tôi vừa nhận được thì đội Nam A của Lệ Thủy tạm dẫn đầu vẫn là Mỹ Thủy. Trong lúc Nam A của Lệ Thủy đến vị trí ngoạch cổ cò thì Nam B của Lệ Thủy đã về vị trí Tuy Lộc. Đội hình Nam B của Lệ Thủy
đội hình 5B của Lệ Thủy đang về ở vị trí Duy Lộc. Dẫn đầu là đội Lộc Thường, tiếp đó là đội Xuân Hồi. Dẫn đầu là đội Duy Lộc, thứ hai là đội Lộc Thường và thứ ba là đội Xuân Hồi. Được các thế hệ người dân ở đây gìn giữ và bảo tồn. Và bên cạnh Châu Thủy là ông Lê Hồng Phi, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Thưa ông, chứng kiến lễ hội năm nay thì không biết ông có cảm xúc như thế nào ạ? Tôi thấy là đây là một không khí lễ hội rất là vui tươi phấn khởi. Bởi vì bản chất của lễ hội này là nó tính cộng cảm và cộng mình của bà con rất là nhiều. Chính vì lại đó cho nên là cái lễ hội này nó là nơi là cộng cảm và cộng mình, nơi hướng tất cả con em về quê hương, về cội nguồn và tự hào về dân tộc. Tôi nghĩ rằng là nên phải duy trì cái lễ hội này hàng năm. Vâng ạ, ngoài những nét chung mà mỗi địa phương có được thì mỗi địa phương lại có những nét độc đáo riêng. Và theo ông đó là những nét độc đáo gì ạ? Thì bản chất của cái lễ hội đua thuyền truyền thống này là phải hiểu theo đúng nguồn gốc của nó, là một cái dạng thức phần hồi của lễ cầu đảo ngày xưa. Cái lễ cầu đảo tức là lễ cầu mùa, thì bơi thuyền là một dạng thức rồng, là sự vần vũ của mây mưa. Của cư dân nông nghiệp ngày xưa của hai bên tả hữu sông Kiến Giang này là rất mong muốn cho mưa thuận gió hòa để mùa màng bội thu. Và nó có cái độc đáo ở chỗ là từ chỗ cái cầu mùa, cầu đảo ngày xưa, thì bây giờ nó tiến đến là cái mức cao hơn, đó là cầu mùa và cầu an, và bây giờ lại là cầu cho quốc thái dân an. Đó là cái điều mà độc đáo nhất của lễ hội. Còn cái riêng nữa là cái tôi thấy rằng ở chỗ này là từ chỗ cái lễ cầu đảo thường là vào cái ngày lập hà, là vào tháng 4 âm lịch. Thì tuy nhiên cư dân của bà con của đảng ủy, cấp ủy, chính quyền của hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy đã đưa vào cái ngày lễ độc lập. Đấy là một sự sáng tạo lớn, và đấy cũng là cái sự cộng cảm cộng mình cộng đồng dân cư hướng về cái ngày độc lập dân tộc, hướng về cội nguồn. Đây là một cái ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Vâng ạ, và để bảo tồn và phát huy những giá trị độc đáo của một địa phương thì không biết cả cơ quan chức năng và đặc biệt là hội di sản sẽ có những kế hoạch như thế nào để nâng tầm giá trị của lễ hội này ạ? Tôi nghĩ rằng là cái lễ hội này là bản chất nó là một cái lễ hội văn hóa dân gian. Chính vì lại đó cho nên tôi đề nghị có lẽ là các ngành, các cấp, cấp ủy chính quyền địa phương cần phải đưa vào công tác quy hoạch và làm hồ sơ để công nhận nó là một di tích, là một di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và lớn hơn, bởi vì cái ảnh hưởng của nó không chỉ có vùng Quảng Ninh, Lệ Thủy mà ảnh hưởng của nó cấp toàn tỉnh. Một vấn đề thứ hai nữa là tôi thấy rằng là với góc độ là di sản văn hóa thì tôi thấy rằng là trách nhiệm của ngành, của hội di sản văn hóa chúng tôi sẽ là tham vấn cho ủy ban nhân tỉnh rồi các ngành, các cấp làm sao đó để giữ có được cả cái giá trị, cái phần linh hồn. Vâng, lúc này chúng ta đã thấy đội đò bơi nữ của Lệ Thủy đã về đích. Nó tạo được cái sự cộng cảm, cộng mình và cái sự gắn kết cộng đồng, và nó còn tồn mãi về cái giá trị văn hóa dân gian của lễ hội. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đúng như những gì mà ông Lê Hồng Vi đã chia sẻ, gắn bó với những giai đoạn lịch sử của dân tộc, của vùng đất, lễ hội đua thuyền ở huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy đã trở thành nét đẹp văn hóa ăn sâu vào tiềm thức của mỗi chúng ta. Và bây giờ xin trở lại đường đua cùng biên tập viên Hữu Nghị và Kỳ Anh.
Thưa quý vị, đội hình đua nữ của Quảng Ninh về đích đầu tiên là đội Vĩnh Ninh, thứ hai là đội thị trấn Quán Hào và thứ ba là đội Duy Ninh. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội nữ của Lệ Thủy đang về đích. Lệ Thủy về đích thì nam B của Quảng Ninh đang tranh đua quyết liệt. Quảng Ninh đang bứt phá quyết liệt. Đội Lương Ninh có cự ly bứt phá lên trước đội Tân Ninh và đội Trần Văn Hậu. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là tăng trong tất cả. Sự nỗ lực của các đội thể hiện rất là quyết liệt. Ta được chứng kiến cổ động viên ở trên bờ sông, hàng ngàn người cổ động viên dùng phương tiện xe máy chạy theo các thuyền đua ở dưới sông để cổ vũ cho các vận động viên. Lúc này chúng tôi thấy đội Nam A của Lệ Thủy dẫn đầu vẫn là Mỹ Thủy, và thứ hai là Xuân Thủy, và thứ ba là Đại Phong. Thứ tư là Đà Đưa Lộc An,
Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội Nam A của Lệ Thủy. Kết quả vẫn chưa có sự thay đổi nhiều, đội Mỹ Thủy vẫn tạm dẫn đầu và thứ hai là đội Xuân Thủy và thứ ba là Đại Phong. Hạng A của Lệ Thủy, Phú Thủy đã tách lên và bám ngay sau Đại Phong và về vị trí thứ tư. Lúc này trên sông Nhật Lệ thì đội Nam A của Quảng Ninh đã trở tiêu. Vâng, Nam A của Quảng Ninh đã trở tiêu. Vâng, Nam B của Quảng Ninh đã trở tiêu. Quảng Ninh gồm có Xuân Ninh, thị trấn Quán Hầu, Vĩnh Ninh, Lương Ninh, Hàm Ninh và Tân Ninh. Lúc này chúng tôi thấy đội Lương Ninh đang tạm ở vị trí dẫn đầu. Thấy là các đội 5B của Quảng Ninh đã trở tiêu. Đội hình của Lê Thủy đang dẫn đầu là đội Tuy Lộc, thứ hai là đội Lộc Thủy. Lệ Thủy. Nam A của Lệ Thủy đang chuẩn bị chở thượng tiêu. Nam A Lệ Thủy chuẩn bị chở thượng tiêu. Trên màn hình là đội hình Nam A của Lệ Thủy đang chuẩn bị chở thượng tiêu. Vâng, các đội đang bứt phá quyết liệt. Sự bứt phá quyết liệt giữa hai đội nằm trong top đầu. Vâng, khoảng cách đã có sự thay đổi.
Chúng ta nhìn thấy sự quyết liệt, nỗ lực được thể hiện trên từng mái chầm vụt sâu vào dòng nước, trên từng đường gân thớ thịt của mỗi vận động viên. Vâng, khi chở tiêu thì chúng ta thấy là đội tiền thiệp đã bị sự cố. Lúc này thì đội Mỹ Thủy vẫn đang tạm dẫn đầu và đã chở tiêu. Nam A của Lệ Thủy đã chở tiêu. Vâng, rất quyết liệt. Các đội Nam A của Lệ Thủy đang chở tiêu. Đối với vị trí ở thượng tiêu, bao giờ cũng là nơi diễn ra sự tranh chấp rất là quyết liệt. Tuy nhiên, sự tranh chấp được thể hiện trên tinh thần rất là thượng võ. Các đội không làm phương hại, không làm ảnh hưởng đến đội đua của nhau. Quý vị và các bạn đang được chứng kiến những màn chở tiêu vô cùng đẹp mắt của đội Nam A Lệ Thủy. Đây là những chàng trai ưu tú nhất trong cuộc đua bơi năm nay, đã được tuyển chọn qua vòng bảng hôm 30 tháng 8 vừa qua của huyện Lệ Thủy. Chúng ta lại được tiếp tục chứng kiến sự cổ vũ rất nhiệt tình của những người dân Lệ Thủy, những con em của Lệ Thủy. Hai bên bờ, nón trắng xóa làm dậy sáng cả một khúc sông. Như chúng tôi đã giới thiệu thì trong môn bơi đua ở miền sông nước thì nghệ thuật cặp vè chở tiêu được xem là một kỹ thuật vô cùng quan trọng, góp phần cho chiến thắng của các đò bơi và thuyền đua. Sự thắng bại trong cuộc đua tùy thuộc vào toàn đội, ở sự khỏe mạnh dẻo dai của các thành viên trong đội. Nhưng sự khéo léo và kinh nghiệm của bộ phách lái và người gõ mõ rất là quan trọng. Trong khi đội nữ của Quảng Ninh đang cố gắng bứt phá lên thì đội Nam B của Quảng Ninh vào vị trí xuất phát. Nam B của Quảng Ninh chuẩn bị vào vị trí xuất phát. Nam B của Quảng Ninh chuẩn bị xuất phát. Vâng, Nam B của Quảng Ninh đã xuất phát, đã chính thức xuất phát. Nam B của Quảng Ninh đã chính thức xuất phát. Trong khi Nam hạng B của Quảng Ninh đã xuất phát thì chúng tôi thông tin đến quý vị và các bạn, Nam hạng A của Lệ Thủy đã chở xong thực tiêu và tạm dẫn đầu vẫn là đội Mỹ Thủy, thứ hai là Đại Phong. Đến quý vị và các bạn, Nam B của Quảng Ninh gồm có Xuân Ninh, thị trấn Quán Hầu, Vĩnh Ninh, Lương Ninh, Hàm Ninh và Tân Ninh. Để tiện cho quý vị và các bạn theo dõi đội hình thi đấu của hạng Nam B Quảng Ninh, đội Xuân Ninh mặc áo trắng, đội thị trấn Quán Hầu mặc áo đỏ, đội Vĩnh Ninh mặc áo đỏ đậm, đội Lương Ninh
mặc áo vàng đậm, đội Hàm Ninh mặc áo tím và đội Tân Ninh mặc áo màu cam. Lúc này đội Nam A của Quảng Ninh đã đến ngoạch cổ cò. Tạm dẫn đầu là Mỹ Thủy, thứ hai là Đại Phong, thứ ba là Phú Thủy. Lệ Thủy đã đến ngoạch cổ cò và tạm dẫn đầu thì chúng tôi vẫn thấy là đội Mỹ Thủy và Đại Phong và Phú Thủy đang bước lên dẫn ở vị trí thứ hai. Hai đội Đại Phong và Phú Thủy đang bứt phá để lên vị trí thứ hai. Đội Nam A của Lệ Thủy đang bứt phá vô cùng quyết liệt. Cuộc tối cho cháu đứng về chú Phi luôn. Cái cuộc sống nữa là cho đi qua luôn. Các đò bơi của Nam A Lệ Thủy đang ở vị trí ngoạch cổ cò. Tin chúng tôi vừa nhận được thì đội Nam A của Lệ Thủy tạm dẫn đầu vẫn là Mỹ Thủy. Trong lúc Nam A của Lệ Thủy đến vị trí ngoạch cổ cò thì Nam B của Lệ Thủy đã về vị trí Tuy Lộc. Đội hình Nam B của Lệ Thủy đội hình Nam B của Thủy đang về ở vị trí Tuy Lộc. Dẫn đầu là đội Lộc Thường, tiếp đó là đội Xuân Hồi. Dẫn đầu là đội Tuy Lộc, thứ hai là đội Lộc Thường và thứ ba là đội Xuân Hồi. Truyền thống được cả thế hệ người dân nơi đây gìn giữ và bảo tồn. Và bên cạnh Châu Thủy là ông Lê Hồng Phi, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Thưa ông, chứng kiến lễ hội năm nay thì không biết ông có cảm xúc như thế nào ạ? Tôi thấy là đây là một cái không khí lễ hội rất là vui tươi phấn khởi. Bởi vì bản chất của lễ hội này là nó tính cộng cảm và cộng mình của bà con rất là nhiều. Chính vì lại đó cho nên là cái lễ hội này nó là nơi là cộng cảm và cộng mình, nơi hướng tất cả con em về quê hương, về cội nguồn và tự hào về dân tộc. Tôi nghĩ rằng là nên phải duy trì cái lễ hội này hàng năm. Vâng ạ, ngoài những nét chung mà mỗi địa phương có được thì mỗi địa phương lại có những nét độc đáo riêng. Và theo ông đó là những nét độc đáo gì ạ? Cái bản chất của cái lễ hội đua thuyền truyền thống này là phải hiểu theo đúng nguồn gốc của nó, là một cái dạng thức phần hồi của lễ cầu đảo ngày xưa. Cái lễ cầu đảo tức là lễ cầu mùa, thì bơi thuyền là một dạng thức rồng, là sự vần vũ của mây mưa. Của cư dân nông nghiệp ngày xưa của hai bên tả hữu sông Kiến Giang này là rất mong muốn cho mưa thuận gió hòa để bội thu. Và nó có cái độc đáo ở chỗ là từ chỗ cái cầu mùa, cầu đảo ngày xưa, thì bây giờ nó tiến đến là cái mức cao hơn, đó là cầu mùa.
và cầu an, và bây giờ lại là cầu cho quốc thái dân an. Đó là cái điều mà độc đáo nhất của lễ hội. Còn cái riêng nữa là cái tôi thấy rằng ở chỗ này là tôi chỗ cái lễ cầu đảo thường là vào cái ngày Lập Hà, là vào tháng 4 âm lịch. Nhưng tuy nhiên cư dân của bà con của đảng ủy cấp ủy chính quyền của hai huyện Quảng Ninh và Thúy đã đưa vào cái ngày lễ Tết độc lập. Đấy là một sự sáng tạo lớn, và đấy cũng là cái sự cộng cảm cộng mình cộng đồng dân cư hướng về cái ngày độc lập dân tộc, hướng về cội nguồn. Đây là một cái ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Vâng ạ. Và để bảo tồn và phát huy những giá trị độc đáo của một địa phương thì không biết cả cơ quan chức năng và đặc biệt là hội di sản sẽ có những kế hoạch như thế nào để nâng tầm giá trị của lễ hội này ạ? Tôi nghĩ rằng là cái lễ hội này là bản chất nó là một cái lễ hội văn hóa dân gian. Chính vì lẽ đó cho nên tôi đề nghị có lẽ là các ngành các cấp, cấp ủy chính quyền địa phương cần phải đưa vào công tác quy hoạch và làm hồ sơ để công nhận nó là một di tích, là một di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và lớn hơn, bởi vì cái ảnh hưởng của nó không chỉ có vùng Quảng Ninh Lệ Thủy mà ảnh hưởng của nó cấp toàn tỉnh. Một vấn đề thứ hai nữa là tôi thấy rằng là với góc độ là di sản văn hóa thì tôi thấy rằng là trách nhiệm của ngành của hội di sản văn hóa chúng tôi sẽ là tham vấn cho ủy ban nhân tỉnh rồi các ngành các cấp làm sao đó để giữ cho được cả cái giá trị, cái phần linh hồn. Vâng, lúc này chúng ta đã thấy đội lò bơi nữ của Lệ Thủy đã về đích. Nó tạo được cái sự cộng cảm, cộng mình và cái sự gắn kết cộng đồng, và nó còn tồn mãi về cái giá trị văn hóa dân gian của lễ hội. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đúng như những gì mà ông Lê Hùng Vi đã chia sẻ, gắn bó với những giai đoạn lịch sử của dân tộc, của vùng đất, lễ hội đua thuyền ở huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy đã trở thành nét đẹp văn hóa ăn sâu vào tiềm thức của mỗi chúng ta. Và bây giờ xin trở lại đường đua cùng biên tập viên Hữu Nghị và Kỳ Anh. Quý vị, đội hình đua nữ của Quảng Ninh về đích đầu tiên là đội Vĩnh Ninh, thứ hai là đội thị trấn Quán Hào và thứ ba là đội Duy Ninh. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội nữ của Lệ Thủy đang về đích. Lệ Thủy về đích thì Nam B của Quảng Ninh đang tranh đua quyết liệt. Đúng.
là đội 5B của Quảng Ninh đang bứt phá quyết liệt. Đội Lương Ninh có cự ly bứt phá lên trước đội Tân Ninh và đội Trần Quán Hào. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là tăng trong tất cả. Sự nỗ lực của các đội thể hiện rất là quyết liệt. Chúng ta được chứng kiến cổ động viên ở trên bờ sông, hàng ngàn người cổ động viên dùng phương tiện xe máy chạy theo các thuyền đua ở dưới sông để cổ vũ cho các vận động viên. Lúc này chúng tôi thấy đội Nam A của Lệ Thủy dẫn đầu vẫn là Mỹ Thủy, và thứ hai là Xuân Thủy, và thứ ba là Đại Phong. Ở trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội Nam A của Lệ Thủy. Kết quả vẫn chưa có sự thay đổi nhiều, đội Mỹ Thủy vẫn tạm dẫn đầu, và thứ hai là đội Xuân Thủy, và thứ ba là Đại Phong. Hạng A của Lệ Thủy, Phú Thủy đã tách lên và bám ngay sau Đại Phong và về vị trí thứ tư. Lúc này trên sông Nhật Lệ thì đội Nam A của Quảng Ninh đã trở tiêu. Vâng, Nam A của Quảng Ninh đã trở tiêu. Vâng, Nam B của Quảng Ninh đã trở tiêu. Có Xuân Ninh, thị trấn Quán Hầu, Vĩnh Ninh, Lương Ninh, Hàm Ninh và Tân Ninh. Lúc này chúng tôi thấy đội Lương Ninh đang tạm ở vị trí dẫn đầu. Thấy là các đội 5B của Quảng Ninh đã trở tiêu. Đội hình của Lê Thủy đang dẫn đầu là đội Tuy Lộc, thứ hai là đội Lộc Thủy. Thank you.
lúc này chúng tôi thấy thứ hạng của Nam A Lệ Thủy vẫn chưa có sự thay đổi nhiều. Mỹ Thủy vẫn tạm dẫn đầu. Đây là màn chở tiêu, màn chở tiêu của các vận động viên, các vận động viên Nam A của huyện Lệ Thủy tiếp cận chở tiêu. Vâng, đội Lộc Thượng đang chở tiêu. Chúng ta đang chứng kiến những màn chở tiêu vô cùng đẹp mắt và hấp dẫn của đội Nam A Lệ Thủy. Vừa rồi là những màn chở tiêu vô cùng đẹp mắt của đội Nam B Lệ Thủy. Chúng ta vừa chứng kiến màn chở tiêu hết sức ngoạn mục của các vận động viên. Vâng, vô cùng hấp dẫn. Các thuyền bơi của Nam B Lệ Thủy đã hoàn thành chở tiêu. Hình ảnh cặp vè chở tiêu ở vị trí này đã tạo ra một khung cảnh rất là đẹp mắt, như là vũ điệu ở trên sông. Các đò bơi nam của Lệ Thủy phải thi đấu trên chặng đường đua dài 24 km, xuất phát từ ngã ba Mũi Viết. Đội hình đò bơi nam phải hành trình lên phía thượng tiêu ở ngã ba Cồn Soi của xã Mỹ Thủy và trở về hạ tiêu chợ Thùy, xã An Thủy và về đích tại cầu Phong Giang, thị trấn Kiến Giang. Lúc này tại vị trí chợ Thùy, An Thủy thì đội Nam B đang chở tiêu.
Như vậy là tất cả đội hình Nam B, đội hình Nam B gần như hoàn thành xong phần trở tiêu. Vâng, đang còn một đội tiếp tục, vẫn miệt mài. Sự miệt mài của các vận động viên làm chúng ta càng thêm khâm phục. Đặc biệt những năm gần đây thì chúng tôi đã gắn kết để phát triển du lịch, và trước hết là du lịch đường sông. Thế nên chúng tôi đã có đề án là sẽ phát triển du lịch từ Đồng Hới lên Quán Hào, lên Long Đài, Thần Đinh và đi thẳng Cam Lu. Đồng thời với dọc tuyến sông đó, chúng tôi cho khai thác để phát huy cái giá trị của cả cái di tích lịch sử, văn hóa, các làng nghề dọc bờ sông. Ngoài cái việc phát triển du lịch dọc sông, thì chúng tôi sẽ mở mang thêm du lịch một số những khe suối dọc nguồn sông Đài như du lịch ở Khánh Đức Lành. Và đặc biệt thì nói Quảng Ninh chúng tôi thì có dự án nghỉ dưỡng sinh thái sân gôn rất lớn của tập đoàn FLC. Thì thông qua lễ hội du lịch truyền thống, chúng tôi cũng lồng ghép để quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư tiếp tục đến Quảng Ninh để phát triển du lịch cùng với lễ hội du lịch truyền thống. Vâng ạ, vậy thì sau thành công của lễ hội này thì trong thời gian tới huyện Quảng Ninh sẽ có những kế hoạch như thế nào để nâng tầm lễ hội ạ? Thì lễ hội du lịch truyền thống đã có từ lâu đời, nhưng những năm gần đây chúng tôi đã có đầu tư vừa rồi thì đã bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp tỉnh, và chúng tôi đang đề nghị để công nhận lễ hội văn hóa thể thao đặc sắc cấp tỉnh. Ngoài ra chúng tôi đã bổ sung số hoạt động, nhất là phần lễ chúng tôi đã bổ sung phần tâm linh trong việc là rước cái ngược thiêng thượng tiên của núi Thần Đinh về lễ hội, rồi thăm viếng các di tích lịch sử, các danh nhân nhân dịp tổ chức lễ hội. Cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị và các bạn, với sức hút đặc biệt từ những gì riêng có, hy vọng rằng lễ hội đua thuyền truyền thống ở huyện Quảng Ninh sẽ trở thành một điểm đến thú vị đối với du khách trong hành trình khám phá mảnh đất đầy tiềm năng này. Xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh và xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy đang dần hiện hữu một quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp mang tên FLC Quảng Bình. Khi hoàn thành, nơi đây sẽ trở thành trung tâm kết nối nhiều địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh, góp phần đưa Quảng Bình trở thành trung tâm du lịch của cả nước và khu vực. Với diện tích 2.000 hectare, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, bao gồm hệ thống khu biệt thự nghỉ dưỡng, khách sạn 5 sao, trung tâm hội nghị quốc tế, khu vui chơi giải trí cao cấp. Đây hiện là dự án lớn nhất của tập đoàn FLC, đồng thời là dự án lớn nhất của Quảng Bình về hạ tầng du lịch. Chúng tôi đến với FLC cùng tình cơ và FLC để Quảng Bình tình cơ, nhưng chúng tôi được một cái đó là sự gắn bó với cái tâm của tỉnh và cũng như là chiến lược của FLC, thì chắc chắn dự án FLC sẽ thành công. Với thiết kế sang trọng độc đáo, FLC Quảng Bình sẽ là một thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng đặc biệt mang tầm quốc tế của tỉnh Quảng Bình. Dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ đồng góp vào ngân sách nhà nước khoảng 2.500 tỷ đồng một năm, thu hút và tạo việc làm cho hàng ngàn lao động ở địa phương. Thông điệp tôi muốn gửi đến các cấp các ngành và người dân ở tỉnh Quảng Bình đó là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, nhanh nhất, tốt nhất cho nhà đầu tư, luôn luôn đồng hành với nhà đầu tư để triển khai dự án một cách quyết liệt nhất, tích cực tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Tọa lạc trên một vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với nhiều lễ hội độc đáo, trong đó có lễ hội đua thuyền trên sông Kiến Giang và Nhật Lệ. FLC Quảng Bình sẽ là địa chỉ khám phá nghỉ dưỡng lý tưởng của du khách. Đây cũng là nơi phù hợp để tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao trong nước và quốc tế.
cùng với Phong Nha Kẻ Bàng, Sơn Đòn và cả danh lam thắng cảnh nổi tiếng khác. Với sự hiện diện của FLC, thương hiệu du lịch Quảng Bình tiếp tục giữ vững vị trí quan trọng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Chúng ta hãy luôn luôn phục vụ cho các sân ca thể thiên nhiên đang mê mất thế giới. À, lúc này chúng tôi thấy Nam A của Lệ Thủy đã về vị trí Tuy Lộc. Lúc này Nam A của Lệ Thủy đã qua vị trí Tuy Lộc và tạm dẫn đầu vẫn là đội Mỹ Thủy, thứ hai là Phú Thủy, thứ ba là Đại Phong. Lúc này chúng ta thấy đội Nam A của Lệ Thủy đang dẫn đầu vẫn là Mỹ Thủy. Bám sát Mỹ Thủy là Phú Thủy, thứ ba là Đại Phong, thứ tư là Sơn Thủy và thứ năm là Thượng Phong. Trong khi đội Nam A Lệ Thủy đã qua vị trí Tuy Lộc thì đội Nam B của Quảng Ninh chuẩn bị trở tiêu. Chúng ta thấy đội Lương Ninh nhiều ra không có bảng nha. Vâng, đội Hàm Ninh đang ở vị trí thứ ba. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội Quán Hầu, đội thị trấn Quán Hầu. Khác với dòng sông Kiến Giang là nhỏ hẹp và nước chảy rất là êm, thì trên sông Nhật Lệ lòng sông rất rộng và nước chảy rất xiết, có cả sóng to và gió lớn. Đây là một trở ngại rất khó cho các vận động viên. Lúc này chúng tôi thấy trên sông Nhật Lệ thì các đội Nam B của Quảng Ninh đang tạm dẫn đầu là Lương Ninh, thứ hai là Vĩnh Ninh và thứ ba là Tân Ninh. Xin thông tin đến quý vị và các bạn, trên đường đua của Nam B Lệ Thủy thì đội Tuy Lộc cũng vẫn dẫn đầu, và thứ hai là đội Lộc Thượng, và thứ ba là đội Xuân Hồi, và thứ tư là đội Lộc Hạ. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội thị trấn Quán Hầu với trang phục màu đỏ.
quý vị và các bạn, kỷ niệm một năm ngày cách mạng tháng 8 thành công mừng quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, huyện Lệ Thủy tổ chức lễ hội đua thuyền đúng vào ngày 2 tháng 9 năm 1946. Cũng từ đó, lễ hội luôn được diễn ra đúng vào ngày thiêng liêng này của đất nước và được gọi là lễ hội đua thuyền mừng Tết độc lập. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh chúng tôi bây giờ là ông Lê Văn Bảo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy. Vâng thưa ông, thì trong khi ở nhiều địa phương thì một số lễ hội truyền thống đã dần bị mai một bởi sự xâm nhập của các nền văn hóa ngoại lai, nhưng ở Lệ Thủy thì lễ hội bơi đua thuyền vẫn thu được sự quan tâm của người dân địa phương và du khách nhiều nơi. Ông đánh giá như thế nào về điều này ạ? Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang nó xuất phát từ lễ hội bơi cầu mưa cầu đảo của người dân Lệ Thủy từ xa xưa. Chính người dân lao động Lệ Thủy đã làm nên cái lễ hội đấy và chính nó đã nuôi sống cái lễ hội này. Và ngược lại, bơi đua thuyền truyền thống cũng là tác dụng lại vào cuộc sống của người dân trong sản xuất, trong chinh phục tự nhiên. Vì vậy mà nó ăn sâu vào trong máu thịt của người dân Lệ Thủy. Chính vì thế mà lễ hội bơi đua thuyền của huyện Lệ Thủy hàng năm bao giờ nó cũng rộn ràng với người dân Lệ Thủy. Chính vì thế nó không bao giờ mà mai một trong lòng người dân Lệ Thủy. Vâng, vậy thì trong tương lai địa phương sẽ có những định hướng như thế nào để lễ hội này không chỉ là một nét văn hóa đặc sắc của riêng người dân huyện Lệ Thủy mà nó sẽ thu hút du khách thập phương khắp nơi mỗi khi nhắc đến Lệ Thủy Quảng Bình, thưa ông? Người dân Lệ Thủy tự hào rằng lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang và hò khoan Lệ Thủy là một nét văn hóa hết sức độc đáo của người dân Lệ Thủy. Nó chính là một cái sản phẩm du lịch có ấn tượng đối với du khách. Chúng tôi sẽ kết hợp hai loại hình này để tạo nên một mùa lễ hội nó rộn ràng, thu hút nhiều du khách đông hơn nữa về với quê hương Lệ Thủy, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân ở trên địa bàn. Vâng, xin cảm ơn ông. Vâng ạ, và thực tế thì tôi thấy lễ hội này đã thực sự trở thành một ngày hội lớn của không chỉ người dân bản địa mà còn thu hút sự tham gia của du khách thập phương, đặc biệt là du khách nước ngoài. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một du khách nước ngoài để xem là họ cảm nhận như thế nào về lễ hội này. Xin chào bạn, bạn tên là gì và bạn đến từ đâu ạ? Hello, what's your name and where do you come from? Xin chào Việt Nam, my name is Joseph Francis and I come from the Philippines. Bạn Charles đến từ đất nước Philippines, right? Bạn cảm nhận như thế nào khi đến tham gia lễ hội này ạ? How do you feel when coming to this festival at Lệ Thủy instance? The atmosphere of the festival here in Lệ Thủy is really busy and crowded, but it gives a positive vibes to the people. And it seems to me that there are only few communities here in Vietnam who organize this kind of event on the river. Yeah. What impressed me more is that the spirit and the participation of the people and the racers are really great. They are very enthusiastic, friendly, and cheerful supporters. Yeah. These are the people which makes the festival more special. Trên đất nước Việt Nam cũng như là ở trên thế giới còn tổ chức được những cái lễ hội đua thuyền ở trên sông như thế này, và điều đặc biệt mà bạn ấy ấn tượng nhất đó là tinh thần tham gia của mọi người, không chỉ là những người đua bơi mà cả khán giả nữa. Họ chính là những cổ động viên rất là nhiệt tình, rất là sôi nổi và rất là thân thiện, và họ chính là điểm đặc biệt làm nên nét đặc sắc đặc trưng của lễ hội này. Và bạn sẽ còn quay trở lại tham gia lễ hội của chúng tôi cũng như là giới thiệu thêm nhiều bạn bè đến để cùng tham gia lễ hội chứ ạ? And will you return to the festival like well let introduce and invite come to festival? Definitely, I will watch the annual boat race again next year. And not only that, I will invite my friends and family to come and watch this spectacular event. Bạn ấy nói rằng là sẽ chắc chắn là sẽ còn quay trở lại và sẽ giới thiệu thêm nhiều bạn bè và cả người thân của bạn ấy nữa sẽ trở lại để tham gia lễ hội này. Xin cảm ơn bạn và chúc cho bạn sẽ có một cái trải nghiệm thật là thú vị với lễ hội này của chúng tôi. Thank you very much and wish you have an enjoyable experience with this festival. Thank you very much. All right, thank you very much. Come on and tui yêu Lệ Thủy. Thank you very much. Xin cảm ơn ạ. Vâng thưa quý vị, đây không chỉ là một Quảng Ninh thì đang tạm dẫn đầu vẫn là đội Lương Ninh, và bám sát Lương Ninh là đội Vĩnh Ninh.
và chúng ta thấy các thuyền đã bám sát nhau. Đằng sau Vĩnh Ninh là Tân Ninh và Xuân Ninh, Hàm Ninh và thị trấn Quán Hào. Nhìn chung là cự ly của các đội bám sát nhau. Lúc này Nam B của Lệ Thủy đã về vị trí Tuy Lộc. Và theo kết quả chúng tôi vừa nhận được từ ban tổ chức thì cũng không có gì thay đổi. Đội Tuy Lộc đang tạm dẫn đầu và Lộc Thủy bám sát với đội Tuy Lộc, Lộc Thượng bám sát với đội Tuy Lộc. Vâng, đội Lộc Thượng bám sát đội Tuy Lộc và thứ ba là đội Xuân Hồi. Nam A của Lệ Thủy chuẩn bị chở Hà Tiêu. Thứ hai là đội Lộc Thượng. Đội Lộc Thượng đang chuẩn bị chở tiêu. Và khoảng cách giữa đội Mỹ Thủy và đội Lộc Thượng là một khoảng cách rất xa. Đây là một khoảng cách rất an toàn cho ngôi vị của đội Mỹ Thủy. Vâng, như chúng ta đã biết thì đội Mỹ Thủy trong cuộc bơi du thuyền truyền thống năm 2016 thì đội Mỹ Thủy cũng đã nhất hạng A. Chở tiêu thứ hai là đội Lộc Thượng. Đội Lộc Thượng vừa hoàn thành màn chở tiêu. Chúng ta thấy là khoảng cách ở khu vực chở tiêu là một khoảng cách rất gần giữa cổ động viên và các vận động viên. Đây là một khoảng cách có thể xem là khoảng cách gần nhất. Đây chính là nguồn động lực to lớn để các vận động viên vươn lên, bứt phá lên, và như là các cổ động viên như hòa chung vào trong với vận động viên để tiếp thêm sức mạnh cho vận động viên hoàn thành chặng đua của mình. Nét độc đáo của đua thuyền trên sông Kiến Giang chính là khoảng cách gần gũi giữa cổ động viên và vận động viên. Khoảng cách và đó là nguồn động lực, và đó cũng chính là tính cộng đồng gần gũi, gắn kết keo sơn.
Mỹ Thủy về nhất hạng A năm 2016 vừa rồi thì đội Lộc Thường cũng có thành tích không kém. Năm 2010 thuyền bơi đạt thứ 6 hạng B, năm 2011 đạt thứ 7 hạng B, năm 2012 đạt thứ 6 hạng B, năm 2013 thứ 4. Năm A của Lệ Thủy chuẩn bị hoàn thành triển tiêu. Theo thông tin từ ban tổ chức, lúc này ở tại sông Kiến Giang, Lệ Thủy đội 5A chở tiêu, thì tại huyện Quảng Ninh thì đội 5B của Quảng Ninh cũng đã chở tiêu. Trong lúc 5A của Lệ Thủy chở tiêu thì 5B của Quảng Ninh, 5A của Quảng Ninh. Của Lệ Thủy gồm các đội Tuy Lộc, Quy Hậu, Mai Hạ, Xuân Hồi, Lộc Hạ, Lộc Thượng, Xuân Giang, Hoàng Giang, Thạch Bàn, Thượng Giang, Phan Xá và Xuân Lai. Chúng ta thấy là đội hình Nam B của Lệ Thủy đang quyết tâm bứt phá để trên chặng đường về đích. Tinh thần thi đấu của các đội là rất cao. Vâng, đội 5B đã về đích. 5B của Lệ Thủy đã về đích. Lúc này chúng tôi thấy lần lượt của các đội 5B của Lệ Thủy đã về đích. Chúng
ta thật sự khâm phục tinh thần thi đấu hết mình để cán đích và hoàn thành chặng đường đua của các đò đua về sau. Vâng, sự miệt mài của các vận động viên nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, vô tư của tất cả mọi người xem. Qua biết bao mùa lễ hội, bơi đua thuyền truyền thống, nhưng chưa có đội nào bỏ cuộc giữa chừng. Đó chính là tinh thần ý chí kiên cường, là tính chuyên nghiệp cao của lễ hội. Vâng, sẽ có những màn tranh đua quyết liệt, sẽ có những đội về nhất, nhì, ba. Nhưng với chúng tôi, không có đội thua, mà chỉ là họ chưa chiến thắng. Đó cũng chính là động lực để các đội vươn lên trong lễ hội lần sau. Chúng tôi xin thông tin đến quý vị và các bạn. Trong khi các đội Nam B của Lệ Thủy đang trên đường về đích, thì tại Quảng Ninh, đội Nam B cũng đang trên đường về đích. Lúc này chúng tôi vẫn tạm thấy dẫn đầu là đội Lương Ninh và thứ hai vẫn là đội Vĩnh Ninh. Và bám sát theo Vĩnh Ninh là đội Tân Ninh. Và đội thứ tư là Xuân Ninh. Vâng, đội Xuân Ninh và Tân Ninh đang bám sát với nhau. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là các đội thuyền Nam B của Quảng Ninh. Lúc này chúng tôi thấy là đội Tân Ninh đã bứt phá và lên vị trí thứ hai. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đội Tân Ninh rất là quyết liệt và đã bứt phá lên giành vị trí thứ hai. Dẫn đầu vẫn là đội Lương Ninh. Vĩnh Ninh và đội thứ tư là đội Xuân Ninh. Tuy nhiên, khoảng cách thứ hạng sẽ còn có sự thay đổi bởi chặng đua còn rất dài và sự nỗ lực đang dồn lên đôi tay, khối óc và nhiệt huyết của các vận động viên. Lương Ninh là một vùng quê bên sông Nhật Lệ hiền hòa, là cầu nối giữa thành phố Đồng Hới và huyện lỵ Quảng Ninh, quê hương có bề dày truyền thống cách mạng. Lương Ninh có làng Phú Cát, là làng quen nghề sông nước, hàng năm cùng với làng Phú Bình, Phú Cát có lễ hội rằm tháng riêng đều có tổ chức đua thuyền, một nghi thức gắn với nghi lễ của cư dân làm nghề sông nước nên có thuyền đua tham gia lễ hội của huyện. Tham gia lễ hội đua thuyền hàng năm, thuyền đua Lương Ninh đạt nhiều thành tích. Vị trí thứ ba đã lên vị trí thứ hai. Vị trí thứ nhất vẫn là đội Lương Ninh. Các chàng trai Lương Ninh vẫn đang miệt mài và tiếp sau đội Lương Ninh vẫn là đội Tân Ninh.
Vâng, khoảng cách giữa các đội rất là một khoảng cách rất ngắn. Trong khi Nam B Quảng Ninh đang quyết liệt tranh đua, thì trước đó đội hình Nam B của huyện Lệ Thủy đã về đích, dẫn đầu là đội Tuy Lộc, thứ hai là đội Lộc Thường và thứ ba là đội Xuân Hồi. Đội Tân Ninh đang bám rất sát đội Lương Ninh. Vâng, đội Tân Ninh rất quyết liệt. Đội Tân Ninh từ vị trí thứ 3 đã vượt lên vị trí thứ 2 và bám sát đội Lương Ninh ở vị trí đầu. Sự nỗ lực quyết liệt đang thể hiện rõ trên từng khuôn mặt, trên từng ánh mắt và trên từng đường gân, mỡ thịt, từng mái châm đang gục sâu vào dòng nước. Vâng, ý chí, nghị lực và quyết tâm như bừng sáng trên từng khúc sông, như bừng sáng trên tất cả khuôn mặt của các vận động viên. Vâng, đội Tân Ninh rất là quyết liệt, đang bám sát đội Lương Ninh ở vị trí dẫn đầu. Chỉ còn trong gang tấc nữa thôi thì đội Tân Ninh có thể sẽ bứt phá lên. Chúng ta hãy chờ xem sự quyết liệt của hai đội Lương Ninh, Tân Ninh. Tân Ninh có thể gắng lên được không? Khoảng cách chỉ là rất ngắn. Đội Tân Ninh đã bám rất sát đội Lương Ninh. Tân Ninh nỗ lực lên, gắng lên. Khoảng cách chỉ là gang tấc. Biết đâu được thứ bậc sẽ thay đổi trong chốc lát. Vâng, sự quyết liệt đang thể hiện rất rõ trên từng nét mặt, trên từng đường gân thớ thịt, trên từng cánh tay của các vận động viên. Nhìn mái rầm, từng mái trầm vụt sâu vào dòng nhiệt lệ, chúng ta hiểu được thế nào là ý chí, là nghị lực, là sức vươn lên của các vận động viên. Một chút nữa thôi, cố lên đội Lương Ninh. Đội Lương Ninh vẫn dẫn đầu, chỉ còn một chút nữa thôi. Vâng, đội Tân Ninh bám rất sát, chỉ còn một chút nữa thôi. Đội Tân Ninh rồi. Gắng lên. Tân Ninh hay Lương Ninh? Tân Ninh. Tân Ninh chuẩn bị về đích. Chân Tân Ninh lúc này đang vượt lên ở vị trí đầu tiên. Tân Ninh đã về đích. Tân Ninh. Sự vượt lên, sự bứt phá của Tân Ninh chính là sự ngoan mục, chính là tinh thần thể thao, tinh thần thượng võ và nét độc đáo của môn đua thuyền. Vâng, chỉ còn gắng tấc nữa thôi là sẽ đến đích. Quyết liệt. Về đích chỉ còn gắng tấc nữa thôi. Đội nào đây? Lương Ninh hay Tân Ninh? Lương Ninh rồi. Rồi, đội Lương Ninh. Thôi thì chết rồi. Đã có một tình huống xảy ra. Lương Ninh vẫn về vị trí thứ nhất. Đội Lương Ninh đã cán đích đầu tiên. Xin chúc mừng đội Lương Ninh. Trên màn hình là đội Vĩnh Ninh và đội Xuân Ninh đang quyết liệt để tranh thứ hạng ở ngôi vị thứ 3. Và đội Vĩnh Ninh đã về vị trí thứ 3. Đội Xuân Ninh về vị trí thứ 4. Chúng tôi xin thông tin đến quý vị và các bạn. Đội Nam B của Quảng Ninh về thứ nhất là đội Lương Ninh, về thứ hai là đội Tân Ninh, về thứ ba là đội Vĩnh Ninh và về thứ 4 là đội Xuân Ninh.
Mời quý vị và các bạn chúng ta trở lại với đội hình Nam A đang thể hiện vòng đua trên sông Kiến Giang của đơn vị. Lúc này không khí trên dòng Kiến Giang vẫn rất là nóng. Các cổ động viên vẫn đang theo các thuyền đua của các nam vận động viên. Đội hình Nam A của chúng ta đang tranh đua quyết liệt. Năm 2016, lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang thì đội ngũ Mỹ Thủy đã giành thứ hạng cao nhất. Năm nay chúng ta, người Mỹ Thủy và khán giả có quyền hy vọng đội Mỹ Thủy tiếp tục giữ được thứ hạng cao ở trong giải đua năm nay. Đội hình Nam A của Lệ Thủy, hiện tại đội Mỹ Thủy đang dẫn đầu, tiếp đó là đội Phú Thủy thứ hai và thứ ba là đội Đại Phong. Các trai bơi của Nam A gồm có Mỹ Thủy, Phú Thủy, Lệ Bình, An Xá, Đại Phong, Lộc An, Tiền Thiệp, Sơn Thủy, Đông Thành, Xuân Bồ, Phú Thọ và Thượng Phong. Tôi xin nhắc lại để quý vị chúng ta tiện theo dõi, đó là đội hình trong khi đội hình về đích của Nam B Lệ Thủy thì đội Tuy Lộc về thứ nhất, về thứ hai là đội Lộc Thường và về thứ ba là đội Xuân Hồi. Đối với đội hình Nam A thì hiện tại đội Mỹ Thủy đang dẫn đầu, tiếp đó là đội Phú Thủy và thứ ba là đội Đại Phong. Tuy nhiên, trên chặng đua còn rất dài và các vị trí chỉ đều mang tính tạm thời. Có thể đó là sự bứt phá chưa trong chiến lược, chiến thuật của từng đội. Đội hình Nam A của Lệ Thủy gồm có các đội Mỹ Thủy, Phú Bình, Lệ Bình, Phú Thủy, An Xá, Đại Phong, Lộc An, Tiền Thiệp, Sơn Thủy, Đông Thành, Xuân Bồ, Phú Thọ và Thượng Phong. Đây là đội hình gồm những trai bơi ưu tú nhất của lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy năm nay. Thời tiết ngày hôm nay thật là tuyệt vời cho các vận động viên, cho khán giả. Trời quang mây tạnh, nước sông trong vắt, thời tiết rất là thuận lợi, mát mẻ cho các vận động viên, cho các trai bơi, cho các gái đua thể hiện sự hết mình của mình trên đường đua xanh.
trải dài bên bờ. Trên màn ảnh của quý vị và các bạn là đội Mỹ Thủy của Nam Hạng A Lệ Thủy. Chúng ta chuẩn bị đón Mỹ Thủy về đích. Vâng, đội Mỹ Thủy chuẩn bị về đích. Đây là thời khắc hồi hộp nhất của lễ hội bơi đua thuyền trên sông Kiến Giang năm 2017. Vâng, đội hình đò bơi nam hạng A trên sông Kiên Giang đang bứt phá để về đích. Và Mỹ Thủy lần thứ hai đang vươn lên. Những chàng trai ưu tú nhất của huyện Lệ Thủy, đội Mỹ Thủy đã về đích. Như chúng ta thấy thì khi đội Mỹ Thủy về đích thì các đội xếp thứ 2, thứ 3 chưa thấy đâu cả. Cái khoảng cách rất là xa. Một khoảng cách rất xa. Điều đó mới... Ôi, đừng nên ngồi trên này. Chúng ta lại quay lại với dòng Kiên Giang thơ mộng. Sau khi đội Mỹ Thủy cán đích đầu tiên thì trên đường đua lúc này là đội Phú Thủy và đội Đại Phong nằm trong top thứ hai để tranh giải về ngôi vị. Chúng ta lại được tiếp tục chứng kiến các khán giả dọc hai bên bờ sông, đặc biệt là trên cầu Kiến Giang, đang cuồng nhiệt cổ vũ cho các đội đua. Đò bơi của xã Trường Xuân, về đò bơi nam bảng B, về nhất đò bơi của xã Lương Ninh, về nhì đò bơi của đội Phú Thủy đang nỗ lực vươn lên. Nội dung thuyền đua nữ, về nhất thuyền đua của xã. Chúng ta đang đón đội Mỹ Thủy về đích. Xin lỗi quý vị và các bạn, đội Phú Thủy đã về đích thứ hai. Phú Thủy đội thứ hai cán đích. Như vậy là đội Đại Phong không thể bứt phá để vươn lên so với đội Phú Thủy. Vâng, ngôi vị thứ hạng là một sự phân biệt rạch ròi ở top hạng Nam A của Lệ Thủy. Khoảng cách giữa đội nhất, nhì, ba đều có một khoảng cách tương đối xa. Đội thứ ba đã cán đích. Và đây là diễn biến của top thứ hai. Top thứ hai. Chúng ta thật sự khâm phục tinh thần thi đấu hết mình để cán đích, để hoàn thành chặng đua của các đò về sau. Vâng, sự miệt mài của các vận động viên luôn nhận được sự cổ vũ nhiệt tình, vô tư của tất cả mọi người xem. Mặc dù không cán đích ở các vị trí cao, nhưng tất cả các đội đua họ vẫn miệt mài, vâng, vẫn miệt mài để tiếp tục hoàn thành trong chặng đua của mình. Qua rất nhiều mùa lễ hội bơi đua, nhưng chưa có đội nào bỏ cuộc giữa chừng. Đó chính là tinh thần, là ý chí kiên cường, là tính chuyên nghiệp cao của lễ hội đua bơi thuyền. Đội An Xá đang về ở vị trí thứ tư của cuộc đua ở giải đua Nam Hạng A. Chúng ta chứng kiến top sau, các đội thuyền đua sau, họ vẫn miệt mài.
Vâng, họ vẫn miệt mài để hoàn thành chặng đua của mình trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Kính thưa quý vị, chúng tôi đã có kết quả của giải đua thuyền trên sông Kiến Giang và sông Nhật Lệ năm 2017. Và ngay bây giờ thì biên tập viên Trung Đức sẽ cập nhật kết quả đến quý vị. Về kết quả giải đua thuyền trên sông Nhật Lệ huyện Quảng Ninh, về nội dung đò bơi nam hạng A, về nhất đò bơi của xã Duy Ninh, về nhì đò bơi của xã Hiền Ninh, về ba đò bơi của xã Trường Xuân. Về nội dung đò bơi nam hạng B, về nhất đò bơi của xã Lương Ninh, về nhì đò bơi của xã Tân Ninh, về ba đò bơi của xã Vĩnh Ninh. Về nội dung thuyền đua nữ, về nhất thuyền đua của xã Vĩnh Ninh, về nhì thuyền đua của thị trấn Quản Hào và về ba thuyền đua của xã Duy Ninh. Và kết quả của giải đua thuyền trên sông Kiến Giang huyện Lệ Thủy như sau: về đò bơi nam hạng B, giải nhất thuộc về đội Tuy Lộc, nhì là Lộc Thường và ba là Xuân Hồi. Đò bơi nam hạng A, giải nhất thuộc về đội Mỹ Thủy, giải nhì Phú Thủy và giải ba là Đài Phong. Về nội dung thuyền đua nữ, giải nhất thuộc về đội Tuy Lộc, giải nhì là Đài Phong và giải ba là Thường Phong. Một lần nữa xin chúc mừng các đội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang và sông Nhật Lệ mùng 2 tháng 9 năm 2017. Thay mặt ban tổ chức, xin cảm ơn các nhà trường, hệ thống giáo dục Chu Văn An, công ty may S&D Quảng Bình, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Ký, công ty trách nhiệm hữu hạn Tần Phà Sport, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Phú Sĩ. Và xin cảm ơn VNPT Quảng Bình, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, các đài phát thanh truyền hình trong cả nước đã hòa sóng trực tiếp chương trình lễ hội. Xin kính chào và hẹn gặp lại.